không ra, nhưng nó quen, tại cái nghiệp nó quen, nó phải làm cái này. Vì thế mà cái nghiệp nó phải làm cái này, vì thế mà cô hồn nó mới lập đủ chuyện để nó kiếm thức ăn. Mình mới hiểu, đi sâu vào cái này mới hiểu được là tại làm sao tâm linh nó xảy ra gì, là do mấy cái ông này. Thì ta ông không sử dụng cái này đâu, nhưng mà nó quen, bắt buộc ông phải làm. Giờ con hỏi tiếp đi. Nó không phải là cái thứ đại, nó lớn như là một nhỏ, nhưng mà nó lớn bao nhiêu cũng được. Bây giờ khoa học nó chứng minh rồi đó, thì người ta mới hiểu, ta mới hiểu là tại làm sao mà cái đường dây, mà cái đường dây điện Bắc Nam 500 km nó phát ra tại nhà máy điện, nó đâu phải phát 250 kV đâu, mà nó đưa cái siêu vân tơ đó, nó đưa nó phát triển ra, nó thành 500 kV. Rồi nó xuống đây, nó hạ thế lại còn 200 vôn, 10 vôn hay là 3 vôn, 4 vôn hoặc là mấy mA, nó phải chịu của nó là vậy. Thì bởi vì khi mà loài người văn minh ra rồi thì mới giải thích được cái đạo Phật Thiền Tông này. Còn nếu mà loài người chưa văn minh thì không giải thích được cái này. Giải thích này thì người ta với cái đầu óc của người ta đó, nó kém cỏi, nó chê cái này, cái sự thật. Tại sao Đức Phật không dạy cái này ở bắt đầu? Dạy được, nhưng mà không ai nghe, hồi đó không có cái gì mà thí nghiệm. Hồi xưa nói là những cái hình ảnh trong không gian không ai biết, mà bây giờ khoa học nhìn thấy trong không gian có rất nhiều hình ảnh, người ta mới chấp nhận cái thiền tông này. Đó, mình phải hiểu với nó là cái điện từ quang của nó rất chịu dụng, nó có cái công dụng là đẩy đi và thu lại. Còn thế giới vật lý gọi là cuốn hút nè, có nghĩa là đẩy đi thâu lại. Vì thế mà mình nói cái thằng kia nó nghe, thì thằng kia nó nói, nhưng mà thằng này nó nghe là nó chịu của chỗ này. Nếu mà trường hợp mà loài người không văn minh thì cái đạo Phật Thiền Tông này không cách nào nói được. Chính bây giờ nói ra mà những ông tiến sĩ còn chửi, thì hỏi làm sao mấy người bình thường là không chửi được. Bởi vì thế giới này gọi là thế giới vật chất. Vật chất giải quyết tất cả sự việc. Bởi sống trên đời mình, bởi sống ở tứ đại thì vật chất là giải quyết. Vì thế mà cái pháp môn này muốn nói ra thì Đức Phật cũng nói là 1.000 người nghe chưa chắc có 1 người tu. Mà nếu mà 1.000 mà có 1 người tu, 1.000 người tu về tu sai 95%. Là sao? Là vì nó đi theo cái quy luật vật lý, nó hút mà, nó cuốn hút vật lý. Nó khó chỗ này. Thành ra một khi mà quyền ký công bố ra thì chư Phật đến rất đông, nhưng mà cũng không tiếp được nhận được bao nhiêu trở về Phật giới. Rồi con hỏi thêm. Câu hỏi tiếp theo là tại sao khi hắt hối mà bị vô bệnh viện người ta trói chân trói tay lại thì không về Phật giới được? Cái này là nó đúng ra thế gian mình gọi là cái nghiệp. Một người tu thiền tông không thể làm cái chuyện này được. Có nghĩa là con người ở thế gian này bị trói tay đến chân là gì? Thì giống như là vua mà phân xử một người, người ta gọi là tứ mã phân thay, mình nhớ ngày xưa, xé xác rồi xé xác. Mình mang cái nghiệp này, mình không đủ can đảm. Mọi người mà nếu mà tu thiền tông mà vô bệnh viện làm này, không đủ can đảm về Phật giới. Về Phật giới khủng khiếp lắm, cho mình thế nào. Có chút xíu giờ mình chịu không nổi thì đợi về Phật giới sao được. Đâu phải đợi về Phật giới là trèo lên máy bay, nó bay im ru cũng có chuyện đó đâu. Bởi vì nên nhớ đó, vào đó rồi bởi vì thành ra thành bạch, Đức Phật nói âm mầm dẫn thức dậy, vô đó nó khủng khiếp lắm. Đức Phật nói âm mầm dẫn thức dậy, vô đó nó khủng khiếp lắm. Cuồng cuồng dụng tức là do cái tánh người nó không đồng ý đi về, tánh người nó không đồng ý thả cái tánh Phật về, và nó không có cái hiện tượng này. Thành ra một người mà nếu đã tu thiền tông mà bị cái nghiệp này rồi, đừng có mong về Phật giới, không Phật nào dám rước cái vụ này. Tại sao mình mới có cái này, chứ đâu phải muốn về Phật giới, nó phải trong sáng rõ ràng thì vị Phật mới rước. Bởi vì khi mà vị Phật rước
chắc chắn là cũng không về được. Đó, phải hiểu cho rõ cái phần này. Giờ con hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo là nếu giúp được ba người trở về Phật giới mới đảm bảo đủ công đức thì vị Phật đầu tiên thì đâu có đủ để mà về, đâu có đủ công đức để mà về Phật giới. Thì ai giúp được ba người này, thì ba người này chính là đạt ba đạo nhân vô tu vô chứng rồi. Cái người mà được trở về Phật giới, con người này chính là đạo nhân vô tu vô chứng rồi. Có nghĩa là mình cúng dường một dạng Đức Phật đây, không còn cúng dường một ông này. Ông Phật thì chỉ cúng ở ông là ai, mà Đức Phật ông đây ông đâu ngồi để ông ăn cái chuyện cúng dường của mình đâu, mà chỉ mấy ông cái cô hồn ăn thôi, hoặc là mấy người thế gian ăn thôi, chứ làm sao có cái chuyện này mà cúng được một ông này gọi là đạo nhân vô tu vô chứng. Thành ra trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Đức Phật đã nói rất rõ rằng cúng dường một dạng Đức Phật không bằng cúng dường một đạo nhân vô tu vô chứng, mà mình cúng được ba người thì an toàn về. Nó phải hiểu nguyên tắc này. Còn nếu mà không hiểu ấy, thì người ta không nói cái này thì bảo đảm không ai biết được. Là vì từ mấy ngàn năm nay người ta tu là tu tưởng tượng thôi, mà tu theo sự suối bảo của Ma Vương thôi, không có cách ai mà tu thật chân tình. Nếu mà tu chân tình thì cái nơi, cái cơ sở mình phải đi trò ra nè, nơi đây tôi chuyên dạy trở về Phật giới này. Cơ sở nào dám nói câu đó thì mới là cơ sở chân tình, còn không có thì đừng có mong. Rồi con hãy tiếp. Dạ, còn ý tiếp theo là vậy chứ vị Phật đầu tiên trở về Phật giới thì làm sao để tạo công đức đủ để về Phật giới? Cái chuyện đó thì mình đâu biết ông nào đầu tiên. Cái trái đất này cũng hủy diệt rồi đó, thì chuyển qua trái đất kia sống liền, chứ không phải mà nói theo cái vậy đó. Bây giờ trái đất này chuẩn bị hủy diệt, tất cả các hành tinh kế nó sẽ có cái hành tinh Trần Tứ Thiên Dương sẽ đưa rất gần cái trái đất này để phi thuyền hoặc phi cơ nó bay tới được, dễ bay nó bay tới được. Bởi vì trong lúc mà trái đất này nó chuẩn bị bể rồi đó, thì chắc chắn là Trần Tứ Thiên Dương bước. Rồi người ở trái đất này nó xôn xao lên thì chắc chắn thấy có hành tinh nào bay tới là không biết giả thiệt bay đáp vô chỗ đó, thì cái đó chính là cái hành tinh mới cho con người sống sau này. Nhưng mà từ trái đất này qua trái đất kia tuy không phải xa, nhưng mà cái sự sống con người không có nhiều đâu, nó chỉ chiếm 1/1000 thôi, tức nghĩa là 1000 người đi có một người sống được thôi, nó rất ít chỉ trong ngoài đâu. Mà tới chuyện đó là cái phương tiện nó có bao nhiêu người. Bây giờ mình nói thí dụ bây giờ trái đất này hủy diệt đi, hỏi như bao nhiêu người có phi thuyền, và chỉ có nước, kiểu cái nước và công nghiệp nó mới có thôi, còn nước mình làm sao có. Nhưng mà nếu hơn đó thì có giam được. Giờ mình hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là xin thầy cho biết là Phật Thích Ca giúp được bao nhiêu người về Phật giới? Cái chuyện này thì nếu mà tôi nói số người thì không đúng, nhưng mà Đức ông Nhân Đăng ông nói là đầu tiên ông đến thế giới này ông độ 9 người rồi sau đó để một loạt các đệ tử ông nữa, thì trong này ấn định chỉ có 3 người thôi, thì nó biết là Phật trong số này có mấy người ta về nè. Mà bây giờ một vị Phật toàn năng toàn giác rồi, người ta không, ta hiểu hết được chứ mấy, người ta độ thì thật, người ta độ ta không có báo cáo cho mình biết đâu. Chính anh em Kiều Trần Dư với 4 người bạn đồng tu chưa chắc đã đủ, mà rất nhiều những người mà ông âm thầm ông độ đâu ghi trong sử sách được. Nhưng mà ông diễn toàn năng toàn giác thì ta về được, có nghĩa là anh toàn năng toàn giác, anh ngủ nhãn được mở ra thì chắc chắn là về được, thoát nhãn mở ra về được. Còn mình đây cao lắm là kêu bằng trí tuệ nhãn thôi, trí tuệ hiểu thôi, chứ không có Phật mãn nở đâu, thì mình không so sánh một vị Phật được. Vì 10.000 năm có một vị sẽ làm cái công việc này thì mình đừng có hỏi cái này bao nhiêu người. Thì cái này nếu tôi nói thì làm sao tôi chứng minh được là đúng hay sai nha. Mà Đức Phật bảo nói là chỉ cần giúp ba đạo nhân vô tu vô chứng về Phật giới là
thênh thang trở về Phật giới. Mình phải hiểu nguyên tắc vậy thôi. Rồi câu hỏi tiếp. Dạ, còn câu hỏi tiếp theo là trường hợp công đức nhiều hơn ác đức và phước đức thì lộ trình về Phật giới như thế nào? Bây giờ cái lộ trình đó dòng muốn không, nếu mà trường hợp mà mình phải hiểu cái này, nếu công đức là cái gì? Công đức là cái lực dương, phước đức là cái lực dương mà còn trong tam giới này, ác đức là cái lực âm ở trong cái đất này. Có nghĩa là làm sao mà vị thần quản lý tánh Phật mình đừng lại gần mình, cho mình đi tự do là mình đi về được. Nhưng muốn về được thì cũng phải hiểu cái công thức, còn nếu mình không hiểu công thức thì cũng khó về lắm. Vì thế mà Đạo Phật Thiền Tâm ra đời nó phải nói rất thật rõ cái này. Bởi vì con người toàn năng toàn giác, trước khi trở về Phật giới phải để lại cái giáo lý. Đức Phật Thích Ca mà không để giáo lý lại thì có bảo đảm là cái dòng 10 cái quyền ký với không phải bao thua. Vì quyền ký nó nằm ở trong cái giáo lý nó đẻ ra. Quyền ký nó đẻ từng trong giáo lý nó đẻ ra. Hay là đứa con của quyền, quyền ký là đứa con của giáo lý. Mình phải hiểu nguyên tắc này. Mà bây giờ nên nhớ một điều đó là 60% mới nói, còn 40% chưa nói, là phải đợi cho cái quyền giáo lý đi ra thì người mới hiểu đạo này là như thế nào. Mà giáo lý điểm đường đi ra phải xuất bản rõ ràng, chứ không phải mơ hồ không nói, không nói kiểu không nói miệng được. Vì nói miệng thì nó vi phạm pháp luật. Cái gì tất cả mình vi phạm gì phải bằng hình ảnh hoặc bằng tiếng nói được ghi âm lại, chứ không phải muốn nói gì thôi. Rồi câu hỏi tiếp. Câu hỏi ý tiếp theo là người chưa giúp ai về được Phật giới thì công đức phải gấp mấy lần ác đức và phước đức thì mới có thể gọi là tạm ổn về Phật giới được hay không? Ác đức phước đức thì không cần vấn đề đó, mà bây giờ cái công đức làm sao mà ông thần được quản lý mình? Bây giờ tại sao mà một tay đồ tể buông đau thành Phật và tái về Phật giới được? Có nghĩa là tạo cái công đức làm sao? Cái ác đức là cái gì? Ác đức là cái điện từ âm thôi, mà còn cái phước đức là điện từ dương. Nhưng mà cái công đức này nó xóa được cái điện từ âm dương không? Tôi mà nó không phải là nó xóa mà nó làm cho mờ đi, giống như bóng tối dường gì đặt cỡ nào để nữa bóng đèn rọi vô nó mất hết. Chứ sự thật nó không mất nghe, nó không tàn, nhưng mà đều mất bóng đèn nó tại là liền. Mình phải hiểu nguyên tắc mà nguyên muốn ấy, muốn thoát ra được cái này là phải trở về Phật giới, trở về trung tâm vận hành nó mới phá được cái này. Còn nếu anh không về được trung tâm vận hành được không, đừng có mong mà phá cái quy luật vật lý này. Vì thế mà những người A La Hán anh tu cỡ nào tu, tắt cỡ nào đó không cần biết, nhưng mà anh nhúc nhích anh bị nhân quả liền A La Hán vậy. Mình phải hiểu trên thế giới này gọi là thế giới nhân quả luân hồi, anh vừa nhúc nhích là anh bị đó rồi. Thì mình phải hiểu tại sao Đức Phật dạy không cho tu thiền tông ở cái chỗ này, thế đất này không có thể anh tu cái gì nữa, anh vừa khởi niệm ra anh vừa nhúc nhích là anh bị nhân quả rồi, thì làm sao tu? Mà phải tìm con đường đi ra. Tìm con đường đi ra bằng cách nào? Để giúp một cái đạo nhân vô tư vô chứng nó đi trước đó, rồi nó dẫn mình đi theo. Phải hiểu cái nguyên tắc vật lý trên thế đất này gọi là thế giới nhân quả muốn hút vật lý điện từ âm dương. Phải hiểu hết cái những cái lời dạy của Đức Phật thì mới hiểu được cái đạo Phật Thiền Tông này, và mới hiểu được công thức trở về Phật giới. Chứ đừng có ngồi đó mà nói, bao nhiêu người nghe mà giải thoát gì không biết, là mình coi chừng cái nhân quả. Mình giảng hay cỡ nào không giúp người ta giải thoát, mình bị nhân quả, không có cách nào thoát được. Ông Địa Tạng ông nói rồi, Đức Địa Tạng là đã nói rồi, đừng có lừa người thế gian được, chứ đừng có lừa nhân quả. Bởi vậy Đức Phật cái này chửi Như Lai tội không nặng bằng kinh chê cái này, kinh chê để anh tường giấu ra là không cách nào anh sẽ về Phật giới được. Rồi câu hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo là đối với những người già lớn tuổi ham muốn theo pháp môn thiền tông nhưng không đủ công đức để về Phật giới, như vậy những người này có nên tu lên tịnh độ rồi đợi pháp môn thiền tông lần sau hay không? Cái này thì không có khuyên được, cái đó là tùy theo cái tưởng của mình.
Tùy theo cái tưởng của mình. Nếu mà không được thì thôi, cái được cái tỉnh độ là cái trạm dừng chân đó, thì cái trèo lên đó đi. Rồi mình cố gắng lên trở từ về giác ngộ đi. Rồi Ma Di Đà vẫn trở lại. Chứ còn lên đó mà không có giác ngộ rồi, rồi biết được biết chừng nào cái một vị Phật ra, một vị toàn năng tự gia công bố cái quyền ý ra. Nếu lại đây không ngộ, mình trèo lên đó, trèo đó phải cố gắng ngộ. Để nhờ ông kia hướng dẫn cho đến cái nước nào công bố vị trí luôn. Chứ bây giờ lên để đổ mà bây giờ nó công bố tại Việt Nam mà nó sẵn sàng ra là ở Mỹ rồi sao? Ở Mỹ thì còn chết nữa. Cứ mê nhà lầu xã hội đi chơi tối ngày rồi sao? Vô đó dính. Mình tưởng bởi vì mình tưởng là cái người ở Mỹ nó vật chất nó giỏi, nhưng mà nên nhớ là cái nhân quả rất cao. Có nghĩa là anh càng giàu thì nhân quả càng nặng. Nó thật vậy. Vì thế mà Đức Chúa Giêsu có nói vậy. Một cái con lạc đà mà chui qua lỗ kim còn dễ hơn canh nhà giàu. Đức Chúa Giêsu đã nói câu này. Một con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn anh nhà giàu lên nước thiên đàng. Lên thiên đàng mà nó còn khó vậy, còn về còn chơi thì sao lại để phải lớn còn khủng khiếp hơn nữa. Bởi vì rồi có hỏi tiếp đi. Xin thầy cho biết là cụ thể là cần phải làm những gì để tu lên tịnh độ. Thì về coi diễn đàn ba, diễn đàn ba ta nói là đó. Cái công thức lên nước thì là nước tịnh độ nó có cái công thức chứ mày không phú. Mình ham muốn nè. Thứ hai mình cúng kêu bằng là phước dương cho thật nhiều. Muốn trách ăn nhờ ông Di Đà kéo lên xong niệm mà ông đâu kéo giúp mình mà nữ thận không lẽ ông phải giải Di Đà rước mình đâu, nhưng mà thế giới này có cái người rước. Có nghĩa là anh đủ cái công thức đó thì tự động đi trên thế giới vật lý mà anh không cần ai rước hết. Nếu anh có đủ điều kiện, có đủ hàm muốn thì chắc chắn anh muốn đi đâu ra đó, muốn lên thiên đàng cũng được, muốn cực lạc cũng được, mà muốn vô sắc cũng sắc được. Thế giới này gọi là thế giới nhân quả thiệt lý, rất đúng công bằng. Anh muốn cái gì làm đủ tiêu chuẩn tự động phục đi. Giống như bây giờ mình có tiền, tôi muốn đi Mỹ thì làm đúng công thức đi, có bao nhiêu đô, có vé, có visa không, có bánh bò không, em rồi có đủ tiền mướn khách sạn rồi mướn giờ gì mướn canh du lịch để dẫn mình đi không, mình làm đủ thì tự nhiên đi thôi. Chứ đừng có cầu mong. Bởi vì mình làm cái chỗ này nè, tại sao mình làm mình lên cái nước cực lạc ở. Bởi vì tôi nói trong cái giáo lý Đức Phật có nói thế này. Nếu mà đạo Phật cho cúng cho tụng chứ phải không đâu, nhưng mà phải đúng cái đánh của nó. Ví dụ vậy, tôi muốn lên nước cực lạc ở, tôi làm phước vậy là, nhưng mà giờ tôi không biết, kiếm ông thầy, ông ơi, ông làm ơn, ông chỉ tôi đi. Tôi cho, tôi thưởng tiền công, ông trả tiền công. Ông thầy là phải nhận tiền công của mình, chứ không phải là thầy của mình đâu. Anh làm đúng thì đương nhiên ông thầy có bổn phận là một ông thầy chỉ cách mình đi, chứ không phải ông thầy dẫn mình đi. Trả tiền công cho ổng là gọi là cúng dường đó. Trong kinh nói rõ chứ không phải không, mà tại mình không hiểu. Rồi mình tưởng đâu người ông thầy gặp ổng lại xin lỗi ông là ông đó thuộc gì tớ tăng mà trong sách tôi là nói chữ tê tăng. Thầy là mướn mà. Chứ không phải, nếu mà ông thầy không có chữ tê tăng thì làm chuyện khác. Tôi dạy ông mà, còn này tôi, ông mướn tôi làm. Giống như bây giờ gia đình mình có người chết đi, mướn ổng lời tụng, ổng mới cắt giá rồi tôi tụng cái này 3.000, 4.000, 4.5 triệu, 3 triệu. Đó là ổng là mướn cái gì nữa, là mướn một cái giá, cắt giá. Mình phải hiểu cái nguyên tắc, đạo Phật nói là nó rất là rõ ràng, không có nể ai hết. Muốn đạo Phật thì muốn giải thoát có con đường đi, muốn về Phật giáo có đường này đi, muốn lên thiên đàng, niết bàn hoặc là gì có hết, ta chưa phải cầu. Nhưng mà phải có mình đây giống như mướn luật sư làm cho mình, ổng là luật sư làm chứ không có gì lạ, không phải là thầy bà gì đâu, ổng đi là mướn mình đâu.
chứ đâu phải đâu ấy. Nếu một người, xin lỗi một người mà có gia đình mất, mướn năm vài ông cũng được không được. Được cũng được, tôi không biết, nhưng mà điều mình được quyền mướn không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là, thầy cho con hỏi là trước khi tu thiền tông thì những giấc mơ con không làm chủ được. Nay con tu theo thiền tông thì những giấc mơ con làm chủ được. Vậy là sao? Xin thầy giải thích giúp con. Những giấc mơ trước là hoàn toàn chưa tu thiền tông là những cái giấc mơ đó, đó thì nó có hai cái trường hợp. Mình quân vào cái tàn thức của mình rồi ông thần quản lý kéo ra cho mình biết mà ta gọi là truyền tống thức, trong đó và làm truyền tống thức à. Một có một cái dạng thứ hai nữa là mình mơ mà mình thích thấy này thế kia, cô hồn nó cho mình thấy đó. Rồi chừng nào mình muốn là cô hồn nó kéo ra cho, tức nó hành nghề tự do mà, cô hồn hành nghề tự do. Nhưng mà nên nhớ rằng những cái mơ mà mình thấy vậy thì là mơ phải cúng, thì ngày sau mơ thấy tiếp, còn không cúng không thầy là trả công người ta mà. Lời ngạo quỷ là gì? Trái đất này lời ngạo quỷ là chuyên môn làm cái này, mình phải hiểu chuyên môn nói tôi là này, tôi là kia, này kia là nó nói gì nói. Mà tôi không dám nói tưởng nghiệp danh được danh từ cao, chứ sự thật trên trái đất này nó phân loại rõ ràng. Thần nhiệm vụ của thần, người làm nhiệm vụ của người, cô hồn làm nhiệm vụ của người. Vì thế mà trong quyển giáo lý đầu tiên Đức Phật dạy cao rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, con người đặt trên hết, không bay qua con người hết. Đây là nói gì vật lý, gọi là con người chấp ngã, chỉ con người giải quyết được tất cả trên trời dưới đất, dưới mặt đất này, gọi là trên trời dưới trời, gọi là trên mặt đất này. Duy ngã là con người giải quyết tất cả mọi công việc, không có cái bóng nào nhào vô đây, không có ông trời ông Phật nào xuống đây cả, không có Bồ Tát nào xuống vô đây. Đức Phật trước khi ra đời ông đã tuyên bố cái câu này thẳng thừng rồi, nhưng mà tại có nhiều người không hiểu cái này là ông nói cái gì, ông tưởng là cái ta là cao ấy, không phải vậy đâu. Con người giải quyết được tất cả chỉ cần. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là trung tâm vận hành luân hồi của tam giới là tự nhiên có hay là do trời Thứ Thiên Dương làm ra? Cái này á, bây giờ mình nói cái tam giới này nó không có đi, giống như ở ngoài biển đi, trời trong mây tạnh, nó không có gì hết. Bây giờ có mình đem một cái máy khổng lồ quẳng không khí đó ra nó cuốn lại thì tự động cái đó là gì? Nó do ông trời Thứ Thiên Dương, cái trung tâm quay đó là gọi là trung, cái trung tâm mà tam giới nó không quay gọi là trung tâm vận hành luân hồi. Vì cái chữ nào đó nó cuốn thì nó mới ra luân hồi được, nếu không cuốn thì không có luân hồi. Thành ra chữ đó thì tận một cái tam giới là do trời Thứ Thiên Dương quản lý đó. Mình phải nói là cái trung tâm tam giới là do trời Thứ Thiên Dương quản lý về cái vòng luân hồi, còn mà quản lý về nghiệp là do thần, còn tạo ra nghiệp là do con người, còn ăn theo linh thiên cô hồn rồi. Mấy người nào mình mới hiểu căn bản này thì mới hiểu cái đạo Phật cũng chủ trương của đạo Phật truyền tâm, còn không hiểu này không hiểu ông Phật nói cái gì. Rồi vì thế mà mỗi người nói một kiểu. Vì thế mà diễn đàn 2-3 nói rằng đạo Phật không có giáo lý, tới giờ này chưa có giáo lý. Vì thế mà mỗi thầy nói một kiểu, mười ông thầy, mười cái chùa, rồi mỗi ông nói một kiểu, không có là một đề tài, mỗi ông nói một kiểu là vì không có giáo lý. Vì thế mà đạo Thiên Chúa người ta có giáo lý. Trước khi Đức Chúa Trời lập ra đạo, có đầu tiên là lập ra cái giáo lý. Vì thế mà ông tuyên bố rằng càng không vũ trụ này, trái đất con người là do Thượng Đế sinh ra. Nhưng mà ngày xưa không cái Thượng Đế ở đâu, thành là cái tin vậy thôi. Nhưng mà giờ khoa học khám phá ra rồi thì có phá được cái này, nhưng mà có phá không cho nói, phải không?
Vì thế mà cái giáo lý của đạo Thiên Chúa nó là đạo Chúa có ba ngôi rõ ràng: Đức Chúa Trời là Thượng Đế, Đức Chúa Con là Chúa Giêsu, hai bên dây giáp Thánh và Thần. Vì thế mà có cái câu là nhân danh Cha là gì? Danh Cha trên trời và Con là Chúa Giêsu và Thánh và Thần. Amen, amen là mình ở đây giống như mô Phật. Nó cái nó có rõ ràng như thế này, nó có giáo lý là mà mười ông linh mục đều ông nào giảng ý nghĩa, không ông nào. Tôi nhớ có cái ông mà cái ông mà cái ông linh mục ở Vĩnh Long, ông nói Chúa có chín ngồi, ông bị đuổi ra liền, nói chín ngồi thì đuổi ra liền. Ông nói cả giáo lý của bạn ngồi, tại sao ông nói chín ngồi? Tôi đuổi ra liền. Rồi đạo Phật mình mà có nói rằng không đuổi vì là sao? Cái chùa của ổng, cái nguyên tắc cái chùa là ngày xưa Đức Phật có cái quy định, một cái vùng đó muốn nghe cái giáo lý đạo Phật thì toàn cái vùng đó phải xây dựng lại, xây một cái chùa, mời ông thầy đến, ông thầy thuyết kinh. Nhưng mà bây giờ thời này nó cái lực xưa nó đã mất rồi, thành ra ông thầy các cái chỗ dẫn động tiền là nó sai chỗ này, thành ra bây giờ cái về là cuốn hút vật chất á, nó làm sai là cái đạo Phật. Chứ đạo Thiên Chúa nó không có sai. Đạo Thiên Chúa muốn các nhà thờ bắt buộc phải từ qua cái căn rót tiền về, chứ không có được, không có mà ở đây ủng hộ bao nhiêu là ủng hộ. Giờ trong đó, trong cái làng này nó có 300 giáo dân thì được quyền xây cái nhà thờ. Vatican trả tiền cho, vì vừa ra Vatican làm tiền chịu, tôi và bởi tôi biết. Đi vô cái cửa, 6 cái cửa vô Vatican 15 đồng một người, nên nhớ đi. Mà nó xếp hàng nó đi, 15 đô một người, chứ ít không. Đi một dặm thôi ra mất 15 đô, mà tính, mà trời ơi. Cái xung quanh của tòa thánh Vatican là 62 mẫu, mà nét người vậy đó. Đi vô đó hoàn toàn không cho chụp hình luôn, bởi vì chụp hình những cái cánh đèn nó làm mờ những cái hình ảnh. Trời đó nó in ra tiền, nó in còn hơn xin ở hơn chính phủ luôn. Chính phủ thì phải đợi đúng tháng mới lấy tiền, còn này mỗi giây phải có tiền. Tiền Vatican chứa làm sao hết. Đó, thành ra tất cả những cái nhà thờ thì phải cung cấp, thì phải có cái nhu cầu ở đây đề nghị cái vùng đó ta có 300 tín đồ và cho thay cái nhà thờ từ Vatican. Mỗi cái nhu cầu bao nhiêu? 1 triệu đô, rồi cũng cho 800 đó. Lấy giấy này dần động thêm. Mình phải hiểu nguyên tắc đó. Còn đạo Phật mình không phải vậy, đạo Phật mình là mình ai mà. Mình ai mới làm thì nó sẽ có. Bởi vì không có giáo lý nó phải ấn định rõ ràng rồi. Chứ không phải đâu, mà mình cũng có, tình đâu muốn làm gì là. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là vì sao Đức Phật có vợ có con rồi mới đi tu mà ngài lại không sống độc thân rồi đi tu? Nếu mà ông Phật mà sống độc thân thì ở đây ông này tu quá. Nên nhớ rằng có một điều bởi vì ông Phật có dạy thế này: sống thế giới vật lý này phải sống bằng vật lý rồi mới có chuyện giải thoát. Bởi vì chỉ có cái đạo Phật mới dạy được sống không được, chưa có cái đạo nào dạy một sống không được. Bất cứ đạo nào duy nhất chỉ có trên trời dưới địa ngục thôi, không có cái thứ hai. Ông Phật nè, 6 con đường thu vật lý, 5 vật lý là anh muốn làm kỹ sư thì tôi nghĩ chỉ cách cho tạo, muốn làm thiền sư, muốn làm giảng sư, muốn làm thầy trị bệnh, muốn giảng sanh, ta có công thức hết. Và cái công thức thứ 6 là công thức trở về Phật giới, chưa có ai. Tất cả các tôn giáo ở trên thế giới này duy nhất chỉ một thôi. Đạo anh muốn lên Ngọc Hoàng ở không, rồi làm cái kiểu này, anh muốn xuống địa ngục ở làm cái này, anh muốn lên Thượng Đế chỗ này làm cái này. Có một công thức không có ai. Duy nhất chỉ 10.000 năm chỉ có một người toàn năng toàn giác lập ra cái đạo Phật 6 con đường đi. Nếu mà tính chi tiết là 12 con đường đi và một con đường về Phật giới, chỉ có người toàn năng toàn giác mới nói, mới làm được cái này thôi. Bởi vì vừa rồi tôi có nghe một ông thầy với ông cha đang cãi lộn. Ông nói thế này:
ông nói á, đạo tôi á, là do là Thượng Đế lập, còn đạo ông thì do Thái Tử lập, không bằng đạo tôi. Ông thầy lần thân chứ biết nói lại cãi lại đó mẹ được. Nó nói vậy mà đúng là ông nói chứ Thượng Đế mà phải cao hơn cái ông người phàm. Dầu Thái Tử cũng là con người phàm, phải không? Ông không hiểu cái nguyên tắc thế giới vật lý này. Vì thế mà ông thầy cũng thua, nó tao bài quái ông kia làm sự. Rồi bắt đầu cái ông thầy này thông qua đạo Thượng Đế sống một vẻ hơi. Đó mình nói không, tại ta không hiểu. Rồi con hỏi tiếp. Câu hỏi tiếp theo là khi tôi hành đạo vì sao Phật không sống cư sĩ giống như cư sĩ tại gia mà lại có con như lúc đầu mà ngài lại sống lại là đi gia cắt ái và không cho đệ tử mình có vợ có con. Hai cấm đệ tử có nghĩa là tại ổng chú trở là ổng đã thành Phật, đã ổng gọi là nghiệp mục toàn năng toàn giá ở cõi đầu đâu suốt rồi xuống đây thì giờ muốn sao, không lẽ là tôi thành Phật rồi xuống đây giảng mà chịu nghe không thành Phật không ở đi, còn tôi vợ con để đi. Vì thế mà ông cũng phải làm này kia, nhưng mà cái thế của ông là làm con của Thái Tử, ở là một Thái Tử con vua ra ngồi tu không ai dám khi dễ. Còn mình nó xin lỗi, mình đừng ra ngồi gốc cây, nó đuổi đi, Thái Tử ai dám. Thấy không? Mình phải hiểu cái nguyên tắc, ổng lợi cái thế. Vì thế bằng như đang ổng nói là 50 năm ông làm phước, 50 hưởng cái bằng mong sống là con của Chúa Thường Hộ Quân đó. 50 năm phước đức làm con vua Tịnh Phạn, đây là có cái phước mới làm được, chứ không phải tự nhiên muốn vô làm con Tịnh Phạn làm đâu. Mà nên nhớ rằng 10.000 năm nó cũng chỉ toàn năng toàn giác là cái này thôi, nhưng mà ta phải làm cho đúng. Rồi cái người có vợ tu cũng được, không vợ tu cũng được, chứ không phải. Nhưng mà nên nhớ rằng khi mà đạo Phật mà cái pháp môn thứ 6 dạy ra, cái người có không vợ không tu được, cái người có vợ tu được. Đang bây giờ quen vật lý rồi, phải hiểu cái nguyên tắc của nó. Chứ bây giờ hỏi bởi vì thành ra tại sao cái thiền tông này ra đời mấy ông thầy chửi, ông không có vợ, nó sai đi, bởi nó sai. Bây giờ ủa tại sao ông Phật ngày xưa ông ra ông ngồi có cây mà giờ ông ngồi có cây mà ông nói vậy không? Thì ta chửi mình là đúng rồi. Ra bởi vì ta không hiểu thế giới vật chất này là cái gì, quy luật đó như thế nào. Ông Phật Thích Ca làm gì toàn năng toàn giác mới bày ra cái chuyện này, bày ra năm pháp môn tu. Mà giờ đa số những thầy tu là tu năm mấy pháp môn đầu thôi, chứ không ai tu cái pháp môn thứ 6 đâu. Vì pháp môn thứ 6 mới nói ra đây cách năm thôi, thành ra người ta không tiếp nhận được. Mình cũng thông cảm cho người ta đi, người ta tu để làm thầy chứ không phải tu thành Phật. Còn mình đi tu thành Phật thì mới chịu tu lại muốn thành Phật, anh phải có vợ con tu thành Phật bự được, giống như Thích Ca đó. Con làm thầy thôi, ông có vợ con tiêu làm thầy đi nữa, cũng làm gì cũng làm. Bây giờ nếu mà ngổ sẽ là nói cái kiểu này là mấy ông chửi mình chứ sự thật. Muốn vậy không? Thì phải hiểu công thức như vậy. Còn muốn làm thầy học kinh cho đói, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật có dạy người muốn tu giải thoát thì phải dứt trừ ái dục nam nữ. Vậy chứ tu thiền tông đa số là những người tại gia thì có ảnh hưởng gì đến con đường giải thoát hay không? Kinh Thủ Lăng Nghiêm đây là cái là kinh vật lý chứ không phải là kinh giải thoát. Thành ra muốn nói gì nói đúng trong vật lý, còn tu giải thoát nó khác. Giải thoát nó không có nắm ra, nó phải đi ngoài cái vật lý này, mình phải hiểu nguyên tắc của nó. Còn mình không hiểu cái nguyên tắc này thì mình chấp kinh này nói kinh nào. Bởi vì tại làm sao? Thiền sư Đức Sơn có nói không? Kinh sách của Đức Phật viết giống như ghẻ đó, lau ghẻ kìa. Cái giấy lau ghẻ, dám câu này. Thiền sư Đức Sơn ai đã nói câu đó? Dám. Tất cả kinh sách Đức Phật viết ra giống như gì? Giấy lau ghẻ. Ông sử dụng tới cái đó. Là sao ông nắm được cái này? Ông mới dám cái đoạn này. Thì bây giờ
Thiền Tông ra đời mới nói là bây giờ ngồi tụng đi, tụng đi, ngồi đi. Ba A Tăng Kỳ Kiếp, ông con không có thành Phật nổi đâu. Tại sao nó nói được câu này? Là ta đã hiểu được cái nguyên tắc của nó. Thế là mình phải hiểu. Tất cả 12 quyển kinh đại thừa với 2 bộ kinh đại tiểu thừa, nó hoàn toàn nó nằm lệch của thế giới vật lý, dạy về của vật lý, dạy theo kết quả nhân quả luân hồi của vật lý. Còn Thiền Tông nó không phải nói cái này, nó dẹp hết, thành ra nó không xài cái gì trong này hết. Mà nó không xài cái này, nhưng mà đụng cái gì nó vừa cái đấy nó làm ở đây, nó không để lại hết. Nó phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này. Bởi Thiền Tông nó khó, là khó có chỗ này. Cái Thiền Tông á, cái năm pháp môn mà gọi là thế giới vật lý thì nó rất tôn trọng những quy tắc. Còn cái này nó phá quy tắc, nó dẹp bỏ mà. Không cầu cúng không lại ai hết rồi, chứ giờ bên kia là phải cầu cúng lại chết luôn rồi, phải không? Không sao nào không cung cúng không lại. Còn đây nó dẹp không có lại ai, không cúng ai nữa. Làm sao đây? Ai nghe chịu nổi này? Phá bỏ luôn. Tổ tiên ông bà không cúng luôn. Rồi sao? Nếu mà đưa đi ngoài đạp đó thì cúng ổng. Nếu mà ông thử thật ông trở lại làm dòng tàu có tôi cúng 49 ngày thôi nè. Qua là tôi cũng cúng mà. Ông đã đi chỗ khác rồi. Ta hiểu nguyên tắc đó. Còn cái kia không hiểu được cái dễ duyên thôi. Bởi vì Thiền Tông nói là tại sao được tổ đó? Thiền Tông mà thuyết thông thì ra đời phá tất cả các tông tà hết. Tông tà là gì? Ngoài ta tìm Phật ác theo tà. Ngoài ta, mình lại là ngoài rồi, mình cầu là ngoài rồi. Mình hiểu nguyên tắc này. Được tổ nó có căn bản chứ phải không? Nhưng mà sở dĩ nhiệm vụ được tổ không nói rõ là vì ông không có nhiệm vụ này. Mà nhiệm vụ này là do long nữ công bố ra. Mà long nữ bà chết thì bà giao lại tôi, chứ thì bà còn sống chắc tôi cũng để bà làm, chứ tôi cũng là rồi bà tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là người tu Thiền Tông có cần gìn giữ tất cả giới luật vật lý hay không để tránh dính vào nhân quả vật lý khi chết? Nếu mình nói không có giữ giới thì cũng không được. Bởi vì nó đúng là cái giữ giới đó là một cái thước để nó đo cái lòng của mình. Nhưng mà tùy trường hợp, nếu mà giữ giới là cấm sát sanh, nghe bằng là một Phật tử là năm giới cấm sát sanh, mà tại sao ông Trần Nhân Tông tu cũng giết mấy ngàn người? Nếu mà giữ giới không được, mà nếu mà mình bình thường mình phải giữ giới, nhưng mà hôm nay ra ngoài đường cái thằng đó nó giật xe đạp, mình sẽ giật xe gắn máy gì đó, phải lấy một đá vàng nó chở nó giữ, phải trừng trị tùy theo hoàn cảnh. Chứ bình thường mình đừng có phá người ta, đừng có đập người ta, phải không? Đó, thì làm sao? Thì mình phải tùy theo hoàn cảnh, chứ không phải. Có nghĩa là Thiền Tông là tùy cơ ứng biến, không có giữ giới. Giữ thì có giữ, nhưng mà tùy cơ ứng biến. Phải hiểu nguyên tắc Thiền Tông đó là vậy. Rồi, hỏi tiếp đi. Thầy có nói là khi mà giáo lý Thiền Tông ra thì 8 người chết, 2 người sống. Vậy 2 người sống được là 2 người như thế nào? Chết thì theo vật chất chết, còn sống thì bỏ buông. Có vậy thôi, người nào dám buông. Thông được cái công thức trở về Phật giới và có công đức người đã sống đó. Còn không thông rồi đi gây lộn tối ngày rồi thì còn lâu, không có đồng bạc trong túi mà còn gây nợ nữa là làm sao về được. Ông Phật là chỉ rước người khi nào một vị thần quản lý thả ra ông mới rước. Còn thần quản lý nắm ôm cứng rồi thôi đừng có, ông không có rớ vô đâu, ông không quyến dụ. Bởi vì tại sao đầu tiên vô đây mượn thân người để tạo công đức mà ông chịu tạo, mà giờ ông tạo ác đức không rồi về gì? Mười ông Phật cũng không dám rước ông này về, chứ đừng nói tôi già quá, tôi bỏ tiền tỷ rước về, ông có đồng bạc rồi về bởi nó mở đâu đâu.
về bản rồi phải có cái ngôi nhà hấp thân, phải có một kim thân. Mà giờ bà không có cái gì hết rồi làm sao về mà một cái khấu nghiệp từ ngàn đời ngàn kiếp và tạo biết bao nhiêu nghiệp lại vào trong cái tánh người này. Thế mình phải hiểu nguyên tắc của nó. Ông thần quản lý khi nào mà đủ lớn thì ông mới thả ra. Ông Phật khi nào có người thả ở phương nước mình về. Còn ở kia đắng kéo hơi còn lâu mình mới về được. Đâu không hỏi tiếp đi. Ở trên mạng có nhiều người tu thiền tông nói mình rơi vào khoảng không mênh mông sáng suốt dùm khắp. Người này nói như vậy là có đúng với thiền tông hay không? Trên đất này không có rơi đâu được hả? Rơi là do ông thần thôi, ông gì cũng có hồn, ông chả giúp mình nữa. Còn đúng không tôi cũng biết, nhưng mà nên nhớ rằng trên đất này ông Phật bảo là không nhìn thấy cái gì hay gặp Phật với Phật, gặp ma với ma mà làm gì có chuyện rơi. Nếu ở trái đất này mình có công đức nhiều thì Phật giảng mở ra xuyên được trở về Phật giới, ai nhìn thấy được cái này. Khi nhìn xuyên qua thì sẽ nói, khi tới cái biên giới của tam giới á, thì nó thấy cái màn trong suốt. Đó, con Phật giảng mở ra mới nhìn thấy cái màn này. Còn đừng có nghe mấy ông tổ là thấy cái màn rồi mình cũng thấy cái màn này thôi, mình lập theo ổng thì thôi, đừng có nên lạm dụng danh từ. Còn tất cả những gì mà trên thế gian này hiện tượng có là đều vô đẳng cấp của hồn hết. Cái hồn nó có bao cái đẳng cấp á, tùy theo lớn nhỏ, mình phải hiểu cái này. Chứ đừng có thấy linh quá thì nhào vô lại cái gì. Đấy, thiền tông đã nói rõ rồi, mà mình lại rồi mình ráng mình chịu á. Thấy không? Mình xin mình ráng mình chịu á. Thế giới này không có cái chuyện mà ngập linh thiêng quyền bí đâu. Ông Phật không có ở đây rồi làm sao ai lại tạo linh thiêng. Mà nếu ông Phật có ở đây, ông không dám tạo linh thiêng nữa là sao? Nếu tạo ra một cái thì nó ủng hộ nó theo ổng rồi, thì bởi cái cô hộ cũng nhào vô nữa là sao? Được biết ông nào thiện còn giả đây. Mình phải hiểu nguyên tắc thế giới vật lý này nó khác hẳn. Khi mà đạo Phật Thiền Tông ra đời nó mới chỉ từng chi tiết một thì mới hiểu được cái đạo này. Còn nếu mà không hiểu cái này, ngồi đó tưởng tượng nó sai hết, rồi nghe người này nói, người kia nói, rồi học mẫu người chút, làm cái sở hữu của mình là không đúng. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Trong kinh Địa Tạng có nói khi lục căn thanh tịnh là người tu có được 6 nền công đức. Nó vậy, kinh nói như vậy có đúng hay không? Ông Địa Tạng nó có nói đó, mà do cái ông viết kinh Địa Tạng, ông viết thôi. Địa Tạng là cái có gì? Công đức nó khác, công đức là mình giúp người ta, giúp một đạo nhân vô tư vô chứng đó, thì mình mới có công đức. Còn mình ngồi mình dụng công là gì? Để được thanh tịnh thôi, vô thưởng vô phạt, nghe không? Còn nếu muốn phước đức thì phải giúp người ta an vui mới là phước đức. Còn muốn ác đức thì nhận người ta xuống sâu dưới tìm ác đức. Trên thế gian thì cái đất này nó có rõ ràng, nó chia ra nhiều cái chứ không phải là Đức Phật nói rõ như vậy không. Nhưng mà tại vì người ta không hiểu phước đức ác đức như thế nào, công đức thế nào, rồi ta đụng gì ta nói nấy. Mình bởi vì con người ta làm là làm ở chỗ này nên không có hiểu. Rồi con hỏi tiếp đi. Trong 36 vị tổ sư thiền tông không ai để lại xá lợi hết, vì sao lục tổ Huệ Năng lại để lại xá lợi lưu truyền? Ai nói Huệ Năng để xá lợi này nó tầm bậy. Tôi qua bển thấy cái hình nó còn ngồi đó xá lợi gì, ông ngồi đó rồi cũng móc meo được, giờ bây giờ tét lại được sườn phối đóng đem ra đường sườn với là tôi đứng tôi chứng kiến được xá lợi đâu. Lục tổ rồi có thôi thiêu rồi xá lợi à, trong các tổ có đi có cái nhiệm vụ này. Chỉ có ông Phật mà nói xin lỗi ông Phật xá lợi cũng xá lợi giả. Là thế giới vật lý này nó đốt hồi xưa đốt củi mà làm sao mà cháy hết được. Bây giờ đưa vô rồ ga thì nó thổi 8 mét nó thổi cháy xương nó cũng ra bụi vậy chứ được. Bây giờ xương nó thổi ra bụi hết chứ không có xá lợi gì đâu. Hồi xưa này đốt củi. Bây giờ tôi nói là giống như chính ông Thích Quảng Đức, tôi đứng sát bờ đổng nè,
ổng đứng cách ổng có 5 thước rồi ngồi thôi. Năm thước thôi. Vừa ngã chết rồi cái linh ông bỏ xe làm sao tới tim một trái được. Cái xe dưới đường vừa ta ấy đem đi còn sống nó nói cho tôi. Rồi bây giờ ta tại thủ phòng là gọi là cái tim bất diệt bất cái gì. Xin lỗi, cái ngày mà bắt thăm mà ổng đi ra theo ổng cũng run gần chết, ổng cũng khóc một chơi lòng không hết. Tao là dù thần thánh quá người xưa không có đúng. Thế giới này ai cũng đóng, nhưng mà giờ vô đó sắp hàng rồi, bắt thăm trung, ông phải vào ra, ông có chạy được đâu. Lỡ mang ông thầy tu rồi, mà đây là cơ đồ của đạo Phật, chứ không phải nhỏ đâu. Thiêu một ngọn nước này để đốt cả cái một triều đại, một vị chết đốt cả một triều đại, ai không hợp đấy. Chính những cái bài đó là tôi nắm rất vững đây này, chứ làm sao mà có chuyện mà ra tiêm bất tử, mới về nắm ra rồi làm sao để tiêm nó chết đâu, mà xa lỡ đâu có. Bây giờ ông Thích Ca đi, giờ Thái Sanh ra đây đưa lên Quỳnh Hương Hòa mở 8 mét rồi kiếm ngồi còn miếng xương nào, nói chuyện thế giới vật lý đừng có tin tưởng cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Đâu có hỏi còn có việc nhà này câu hỏi trực tiếp không mà hết rồi hỏi vậy. Cái câu hỏi kế tiếp của vị Phạm Thanh Nhân hỏi như thế này: cái vị thượng trung thượng sĩ trao lại cái tập quyền ký cho đức vua Trần Nhân Tông đó, mà có hướng dẫn đức vua như thế này là để tâm vật lý thanh tịnh, vậy thì cái vị đệ trung thượng sĩ này có kiến tánh hay chưa, mà tại sao hướng dẫn đức vua một cách sâu xa như thế? Đệ trung thượng sĩ không phải là cơ của ổng, là do của ông nội của Trần Nhân Tông để lại. Ông nội Trần Nhân Tông đưa cho ông Tuệ Sư Thượng Sĩ, ông Tuệ Sư Thượng Sĩ đọc cái tập quyền ký này. Ông hiểu chứ mà ông không có ngộ. Ông Trần Nhân Tông cũng hiểu mà không ngộ, nhưng mà muốn ngộ. Một đêm sau ông mới ngộ, ông mới nhậm cái câu này ông mới ngộ. Tuệ Sư Thượng Sĩ chỉ biết thôi nha, chứ không có ngộ. Ví giống như cái ông mà bán củi á, ông đọc kinh Kim Cang, ông đọc cái câu đó hoài 10 năm, ông đọc qua đọc lại hoài, ông cũng muốn hiểu mà không hiểu được. Lúc đó người đang nghe một cái câu ưng vô sở trụ di sinh thì thành ông ngộ liền, ông nhìn mắt nhãn mở ra liền, gọi là kiến tánh. Một người có cái nhiệm vụ thì tự nhiên mắt nhãn mở ra, ông mới hiểu, ông mới nói. Thì ông mới nói ông kia, thì ông kia mới nói tôi có nghe cụ tổ nói cái chuyện này mà mấy chục năm nay tôi không hiểu, mà thật đạt tôi không hiểu. Thì ông kia mới hứa cho số tiền, để ông muốn đi tu thì tôi cho số tiền yểm trợ ông. Tuệ Trung Thượng Sĩ chỉ hiểu thôi, không phải là ngộ, chỉ hiểu được cái cốt tỷ nó, nhưng mà không bừng ngộ được. Còn Trần Văn Tông mới bừng ngộ, mà người ta gọi là kiến tánh, nghĩa là con phát nhãn mở ra liền, mở ra mới thấy. Còn nếu mà không mở ra thôi, là cái quyền ký này là do vua người Trung Quốc á tặng cho ông nội của Trần Nhân Tông để đó thôi. Để ông nội Trần Nhân Tông giao lại cho Tuệ Trung Thượng Sĩ xem, ổng không biết cái gì, rồi Tuệ Trung Thượng Sĩ mới giao lại cho Trần Nhân Tông. Cái được cái nguồn tiền nó đi vậy đâu, tiền bà ổng chỉ biết thôi chứ đâu biết rồi cả rồi cả triều đình đâu anh chịu. Tuệ Trung Thượng Sĩ khi mà Trần Nhân Tông nói thì tôi được nói rồi tôi biết cái đó nó là vậy á. Nhưng mà sự thật ổng biết chứ ổng không ngộ. Còn ông Trần Nhân Tông là kiến tánh rõ ràng. Thì câu hỏi đó thì nó phải cho rõ như vậy. Cái sự thật không phải cái quyển này của Trần Nhân Tông đâu, mà do ông nội của Trần Nhân Tông để lại sứ giả Trung Quốc cho rồi mới cho gì thôi. Rồi sau này ông Trần Nhân Tông mới có cái may gặp được cái này thôi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là: để thân tâm mình rỗng lặng và khi rơi vào huệ tánh thanh tịnh thì lúc đó con mắt của mình nó nhắm hay nó mở? Để ta
tâm mình nó thanh tịnh như vậy, rỗng lặng thì nó rơi vậy, phải không? Nó rơi vào cái đám của hồn chứ là mất mở gì. Tại mình không có hiểu. Thì bây giờ ông Phật ông nói cái câu chuyện này, thấy nghe nói biết vốn là tự nhiên thanh tịnh, chứ không hiểu đâu mình tu đâu. Ông hiểu nó là thanh tịnh, ông chỉ cho mình biết, chứ đâu hiểu, ông hiểu mình tu đâu. Rồi mình không biết mình tưởng đâu vậy là mình tu luôn. Nó nhập vô nó thành ra đó, thành ra cái cô hồn nó lại nó giúp cho mình thấy. Mình tưởng luôn, tưởng đâu Phật giúp với sự tay là cô hồn. Bây giờ mình theo đi, mấy người nào rơi và theo vài bữa là mình vô nhà thương Biên Hòa luôn á. Nói tầm bậy tầm bạ rồi thì vô nó nói làm chảm. Thì đã ta nói là trên kinh nói là gặp Phật phải diệt Phật, mà làm sao có cái chuyện này em? Thế bởi vì trong kinh Kim Cang là thế giới này không có chứng đắc cái gì đâu em. Nó chứng đắc là giặc giả tạm thôi. Có chứng đắc được là duy nhất chỉ có người A-la-hán, người bất động. Thế phải tu được với bốn cấp. Đầu tiên là diệu lạc, gọi là thánh diệu lạc, gọi là tu đầu hoàng. Thứ hai là thánh ly hỷ diệu lạc, là tư đà hàm. Rồi cái thánh thứ ba, thanh tịnh diệu lạc, là A-la-hàm. Nhập vào cái thanh tịnh diệu lạc này gọi là A-la-hán, gọi là bốn vị thánh nằm trong tứ quả tinh văn. Chứ không phải bây giờ mình tu này rồi mình thấy mình diệu lạc quá, mình phái quá vào vô cái ông A-la-hán là mình hồn nào mình không thấy. Rồi con đó rồi Phật dẫn mình đi, ông Phật dẫn mình đi là ai? Mấy cái đám cô hồn, cô hồn mà nó còn dẫn ông tổ U Ba Cúc Đa và nữa vẫn kêu mình U Ba Cúc Đa muốn thấy Phật quá nữa rồi. Thì thầy ngồi đây chút xíu con dẫn một đoàn thì tùng ra trong rừng ra gặp ổng lại liền hả? Tổ mà còn thua vẫn kêu mình ngồi đây, đừng có làm cái chuyện này. May mắn là Thiền Tông bây giờ công bố là được quyền nói trắng ra, mà nói từ từ chứ không phải nói hết. Nếu em thắc mắc gì hỏi tôi nói cho nghe. Còn bên nào đã không hỏi tiếp không? Dạ, kính thưa thầy xin cho câu hỏi một câu là làm sao để mà suy nghĩ trong tĩnh lặng? Tức là suy nghĩ trong tĩnh lặng là suy nghĩ như thế nào? Trong thanh tịnh nhỉ? Mình suy nghĩ mình tiến được này kia đó là suy nghĩ trong dao động. Suy nghĩ mà cái bóc lột người ta đó, suy nghĩ dao động ác. Còn suy nghĩ mà giúp người ta giác ngộ giải thoát gọi là suy nghĩ trong thanh tịnh, hiểu không? Có nghĩa là suy nghĩ giúp người ta trở về một cái anh đó được xếp vào bậc thánh á. Cái suy nghĩ của bậc thánh mình phải hiểu nguyên tắc này. Còn suy nghĩ để bóc lột người ta đó, được về của gì cô hồn đó. Muốn suy nghĩ sao thì suy nghĩ, cũng suy nghĩ nhưng mà nó ba con đường đi. Mau suy nghĩ để giúp người ta trở về Phật giới gọi là bậc thánh suy nghĩ. Suy nghĩ làm lợi cho mình là bậc phàm phu suy nghĩ. Suy nghĩ hại người ta là bậc quắc ác quỷ nó suy nghĩ. Vì thế mà tôi có nói là tất cả những người mà chế vô nguyên tử là những ma dương thứ dữ, kỹ sư mà kỹ sư ma dương thứ dữ. Một cái ứng lúc người ta bắn một viên nó chết con người, nó bắn cái lúc đó chết thằng dạng người ta sao? Mình phải hiểu nguyên tắc thế giới vật lý này nó là vậy. Đạo Phật nó rõ hết chứ không phải là giấu giếm bất cứ cái gì đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Anh có hỏi thêm đâu mà. Còn bây giờ là con hỏi thêm không? Thầy cho con hỏi là hồi nãy thầy có nhắc tới cái bức mạng trong suốt thì nó có duy nhất một loại bức mạng trong suốt hay là nó còn nhiều loại? Còn nếu có nhiều loại thì nó như thế nào?
lặp lại, lặp lại. Và cái bức màn trong suốt mà hồi nãy thầy nhắc đó thì nó có bao nhiêu loại cái màn trong suốt? Bây giờ đó có nghĩa là cái bầu hoàng đạo mình nhìn thấy chỗ nào cũng là trong suốt hết, là do cái công đức của mình nó phát ra thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là giống như cái diễn dụng kính, như mình giờ khoa học gọi là cái diễn dụng kính. Có nghĩa là dụng kính mình rê tới đâu là thấy tới đâu, con mắt mình nhìn thấy tới đâu thì nó thấy tới đâu. À, có nghĩa là nó tám phương bốn hướng muốn nhìn cái đầu ông nó cũng vậy, là bên ngoài của nó là giữa điện từ âm dương, gọi là cái bầu, gọi là cái bầu bảo vệ tâm giới á. Chứ còn cái bầu mà nếu mà mình đã có thiết có phần nhãn mở rồi, bầu hoàng đạo 1, 2, 3 nó xuống không, không thấy, nó xuyên qua luôn, nó chỉ là gợn nhỏ thôi, mà duy nhất chỉ thấy cái màn trong suốt là nó nằm là cái bầu bảo vệ tâm giới. Muốn nhìn ở đâu cũng thấy hết, lê đi đâu nó thấy thế đó, nó là cái bầu tròn mà. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ đúng rồi, bây giờ đặt các câu hỏi. Thưa thầy cho hỏi câu này, tức là khi người mới trước thì nói là khi cái trung tâm thân vào trong cái trung tâm, khi chúng ta vào trong cái trung tâm vận hành luân hồi thì nếu như có đầy đủ công đức thì khi đó mình mới có cái Phật nhãn bây giờ mở ra, thì khi đó mình sẽ biết hết tất cả. Còn như bây giờ như thầy nói như đạo vô thượng thiên tông và lục độ huyền tâm là có mở được Phật nhãn để kiến tánh này, thì mới hỏi đây là khi kiến tánh là mở Phật nhãn hay là huệ nhãn là đã kiến tánh rồi, còn đi Phật nhãn là phải vào trung tâm vận hành luân hồi mới mở được Phật nhãn. Ý chú Trang nói là khi mà rơi vào trung tâm vận hành luân hồi thì mới mở được một nhãn, nhưng mà còn cái trường hợp mà kiến tánh là cũng mở được một nhãn hay là mở được huệ nhãn? Kiến tánh là cái tánh này á, tánh Phật nó có mấy loại lận. Tánh Phật đó thì nó có là Phật nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn và pháp nhãn, dục nhãn không nói. Nếu đã kiến tánh thì phải cao nhất là Phật nhãn, còn cái vấn đề mà huệ nhãn, pháp nhãn là nó nhỏ thôi, nó nằm ở trong cái này, vì nó nằm tương trong vào hoàn đạo một là thiên nhãn. Đã kiến tánh rồi, nhưng mà nên nhớ một điều là cái kiến tánh á, khi nào mình có công đức thật nhiều mà công mình ham muốn á, thì cái tánh Phật mình nó mới nhờ cái công đức này nè, nó mới để nó mở cho con đường mình để thấy xuyên qua tam giới, gọi là kiến tánh. Kiến tánh nghĩa là con người bình thường, nhưng mà Phật nhãn đã mở, nhưng mà thời gian không có dài. Có nghĩa là giống mình ở đây, mình nhắm mắt mình đi, mà lâu lâu mình chỉ thí lên mình nhìn thấy cái thầu rồi mình phải đóng lại. Thế giới vật lý này anh không thể mở Phật nhãn hoài được. Tại vì đây giống như là mình ở trong thế gian này, mình thí dụ cho nó dễ hiểu, mình ở trong cái dòng bụi bẩn đó, anh không thể anh mở mắt được, mở chút xíu anh lui luôn á. À, Phật nhãn khi nào anh vào được trung tâm vận hành luân hồi thì Phật nhãn mới vĩnh viễn mở ra. Bởi vì mình bây giờ mình chết đi, bây giờ mình mang cái thân gọi là nhục nhãn là do thấy bằng con mắt thịt, gọi là nhục nhãn. Khi mình mất cái mắt thịt mình không còn thấy, nó co lại thành trung bấm thân. Trung bấm thân mình nó thuộc về nhãn của điện từ âm dương, nó cũng còn thấy, nó cũng phải che cái ảo giọng của điện từ âm dương. Mà trường mình mới về trung tâm vận hành luân hồi thì tánh trung bấm thân mình nó tạng rã đi, dương về dương, âm về âm, thì Phật nhãn nó hoàn toàn mở ra. Chỉ có trung tâm thân, cái một trung tâm vận hành nó mới làm cái này, còn ở đây là chỉ kiến tánh thôi. Mà đừng có kiến tánh nào, anh kiến tánh nhiều giống như anh ở trong cái dầu bụi mà mở ra nó đuôi luôn. À. Giờ thì thắc mắc là phải tiếp, không mấy thì qua người khác.
địa lý, đường xích đạo là đường đường vô tuyến không độ. Vậy đường xích đạo của trái đất của trái mà thầy nói, khi trái đất quay tám phương bốn hướng thì đường xích đạo luôn luôn hướng về mặt trời. Vậy thì có phải đường xích đạo mà thầy nói đó là đường vĩ tuyến không không độ hay là đường khác? Cái vĩ tuyến, khương tuyến là nó phân định, vĩ tuyến là nó phân ngang trái đất, vĩ tuyến là nó phân dọc của trái đất. Còn đường xích đạo có nghĩa là con đường nó chuẩn nhất là trái đất nó quay vô mặt trời. Bởi vì mình ở nằm ở đây á, mình á, đường xích đạo nó không nằm mà mình ở đây nó chỉ nằm gần xích đạo thôi. Xích đạo là con đường mà trái đất nó hằng quay theo cái mặt trời ở đường xích đạo là nó ấn định tâm trái đất. Còn tất cả vĩ tuyến, thương tuyến, vĩ tuyến thì nó một cái là đi dọc xuống, một cái bọc ngang. Đó là phân định của nhà khoa học. Chứ sự thật đó là trong đạo Phật nó không nói khinh tiếng gì tiếng vậy, mà nói nó chỉ là tự nhiên về của mình đây. Giống như là mình đây, tại sao vậy, chế cái đồng hồ là nó căn cứ vào thời gian, nó chế cái đồng hồ chứ ngày xưa đó người ta biết là sao mặt trời mọc mặt trời lặn, ta nói chuyện với nhau thôi. Ta nói bây giờ anh đến nhà tôi là mà trời lưng chừng núi đến nè, chưa biết mấy giờ. Thì giờ mình có đồng hồ mình mới phân định vậy, khoa học nó mới ấn định như này. Còn cái đường xích đạo có nghĩa là con đường mà trái đất nó quay xung quanh mặt trời đúng cái vị trí nó quay, đó là đường xích đạo ấn định. Còn còn gì nữa thì hỏi tiếp. Câu hỏi kế tiếp là khi mình chết đó, trung ấm thân gây ra khỏi sức hút của trái đất và bầu hoàng đạo một dừng ở khoảng không gian không có sức hút giữa hoàng đạo một và không gian hoàng đạo hai. Vậy khi có khi đó trung ấm thân bắt buộc nương theo trái đất của mình, đợi đến khi trái đất quay đến trục trung tâm vận hành luân hồi mặt che mặt trời rồi mình mới mới rơi đến cửa hải triều dương được. Mình phải hiểu cái nguyên tắc là trái đất này gọi là trái đất sức hút vật lý. Mình nếu mà có cái phước đức âm mà nó hút qua trong trái đất này, nó không cho ra. Phước đức dương nó đẩy văng ra ngoài trái đất, đi qua cái hành tinh khác, qua cái vòng hoàng đạo khác. Đó là thế giới vật lý. Còn bây giờ mình có công đức rồi thì không cách nào mà ở trong trái đất này được, thì không ai chứa mình. Giờ đi ra, lên đi ra ngoài vòng hoàng đạo hai cũng được, mà ở trong xác trái đất không được thì phải đeo theo cái rìa lực hút điện từ âm hát. Bởi vì thế rồi mình mới nương theo nó bay hoài, mình đâu có biết lúc nào để vô trung tâm vận hành luân hồi. Vì thế mà phải có một cái quan tiêu ấn định dẫn mình đi, vì quan tiêu đó mới được quyền dẫn mình đi thôi. Mình tới mình còn không biết, giống như lúc nào cũng sáng rồi lúc nào nó tối, lúc nào sáng được có biết. Quan tiêu chính là một diện Phật. Khi mình được về Phật giới thì một diện Phật đã bắt buộc phải đi vào trung tâm vận hành luân hồi đi theo bằng một cái gọi là cái phân thân đó quá. Tới đây làm cái quan tiêu để dẫn mình đi. Nên nhớ phải đúng, ổng mới hiểu được. Vì ổng mới từ trong này rồi, ổng đi ra, ổng biết cách rồi, thì ổng mới dẫn. Giống như con là chưa có đi du lịch ở đâu á, mà giờ con đi du lịch rồi, con trở về cũng dẫn người khác được. Con biết, thấy không? Phải hiểu quy tắc này. Có nghĩa là con có công đức không ở trái đất này, con phải bám theo cái rìa này này, giữa ranh giới, giữa cái dòng hoàng đạo 2 với hoàng đạo 1. Mà bây giờ, mà làm sao con biết, con vào vô. Mình nó quay không hiểu, nó 365 ngày nó mới tới một lần. Mà nó quay biết chừng nào mình đâu có hiểu.
biết đến hát này khi mình trở về Phật giới là ngày thứ mấy của 365 ngày, mình phải vì thế mà do một vị Phật làm quả tiêu dẫn mình về đó, phải hiểu nguyên tắc này. Thì thí dụ cho dễ hiểu, hồi trước là chưa biết ông Phật cũng không giỏi gì, bây giờ trước ông ở đây đâu, ông đi ra ông biết cách thì vô đi ra rồi, thấy không? Thì ông vô ông dẫn mình đi. Cái người hỏi có hiểu không? Không hiểu thì hỏi tiếp. Dạ, anh có thông cái câu hỏi. Ai đặt đấy? Dài quá tiếp tục chuyện, còn hơn lên tính, cầm hơn. Là có bị nào đặt hai câu hỏi không ạ? Nếu không có ai đặt câu hỏi thì con bán chị chùa tạm dừng cuộc giải đáp chiều 12 giờ giải đáp tiếp. Tới 12 giờ rưỡi chiều giải đáp tiếp. Quý vị nào có đặt câu hỏi thì ghi ra giấy. Cô hỏi anh. Kính chào thầy ạ, con là người theo đạo Phật, con đi công theo đại thừa, và con có tên A Di Đà, và con biết được cái thiền trí thiền tông này nên tự là con cũng muốn tham gia. Mà bây giờ nếu như vậy thì con có nên tiếp tục để đi công theo với đại thừa không ạ? Cô này đó là cổ tu theo đại thừa, thì bây giờ cổ muốn tu theo thiền tông, thì cô hỏi là có nên, là nếu mà tu theo thiền tông như vậy thì có nên tu theo đại thừa nữa hay không? Giờ đại thừa tu sao? Tôi chưa thấy nghe ai nói tu đại thừa. Bởi vì khi Đức Phật bảo là đại thừa hoàn toàn ngoài tu, mà chỉ có mấy ông khoa học ngoài tu thôi, còn trong đạo Phật không ai tu đại thừa. Giờ nếu đạo thừa tu sao giải thích nghe rồi tôi nói thì nghe. Tôi là đi của con sẽ tập trung lại tu theo pháp môn là tập kinh A Di Đà. Là tập trung cái bạn đồng đạt đạo tràng với nhau là tu tụng kinh A Di Đà. Pháp môn tịnh độ. Tụng kinh A Di Đà là tu tịnh độ tông chứ sao mà đại thừa. Nhưng mà nếu vậy thì chưa có hiểu về đọc hết 10 quyển sách đâu. Thì tôi sẽ nói cách tu của thiền tông cho nghe. Chứ bây giờ chưa đọc hết. Bởi vì cái luật giải đáp này là những người đọc hết 10 quyển sách không hiểu người ta sẽ giải đáp. Còn mình chưa đọc hết thì mình, tất nhiên mình hỏi cái này là mình chưa hiểu khái niệm. Chưa hiểu khái niệm thiền tông chứ đừng có nói là tu thiền tông. Chưa có hiểu khái niệm. Nghe không? Ta chịu khó về đọc tiếp đi rồi cứ hàng tuần đến đây thì trả lời cho. Cô có còn thắc mắc gì nữa không cô? Thưa con cũng có được một Phật tử để cho con mở mua ra mấy cuốn sách con đọc, thì con cũng có hiểu được một ít. Nhưng mà bây giờ con cũng muốn tham gia tu ở thiền tông, nhưng mà từ bây giờ như vậy là con có thêm như vậy hay không, hay là bây giờ chỉ chú tâm để tu ở thiền tông à? Cô cũng đọc được một hai cuốn sách, thì một vài quyển sách, nhưng mà ý là cô muốn hỏi là có muốn tham gia để mà tu theo thiền tông á thì phải làm như thế nào? Thì trước mắt là mình đọc hết sách đi, rồi thắc mắc gì hỏi,
Còn nếu mà tuần tới á, thì nó có cái buổi mà truyền thiền đó, ta có dặn dò cho mình đó, mình theo dõi cái bài dặn dò nha. Muốn tham gia thì phải theo cái bài dặn dò đó, mình phải hiểu nguyên tắc của đó từ từ. Chứ còn bây giờ mình nói nghe đến cái đỉnh cao quá thì nó sốc à, nó bị sốc thì không nên, thì cứ cố gắng đi. Giống mình mới tập chạy xe đó, sẽ xong ra rồi mới lên xe 4 chỗ chứ chưa gì mà đèo lên bằng ép thì chết rồi. Yeah, lên xe tải cũng được, phải không? Cứ đi từ từ, chừng nào mình hiểu đàng hoàng đi, thắc mắc cái gì ta giúp cho. Chứ còn nếu mà mình không hiểu kỹ mới nó bị sai, cái thiền tâm rất khó nó bị sai. Rồi con hỏi đi. Ý của cô muốn hỏi là, ví dụ như bây giờ cô muốn tham gia tu thiền tông thì có nên tham gia tu theo tịnh độ nữa hay không á? Thì bây giờ một là đi máy bay, hai là đi tàu thủy, muốn đi cái nào thì mọi thứ thôi. Chứ chẳng lẽ giờ tôi muốn đi Hà Nội mà tôi đi máy bay, bây giờ đi máy bay chứ lẹ quá rồi, bây giờ muốn đi xe ô tô sao không được, chọn một, muốn đi đâu phải chọn một thôi chứ không phải chọn hai được. Vì thế mà ở ngoài ta thường thường ta nói câu nào tịnh gì à? Thiền tịnh sống tu, cái này mới là chết. Rồi qua xong mà sử dụng hai cái bè không biết đi sao. Thiền tịnh sống tu, đa số mấy ông thầy cũng dạy thiền tịnh sống tu, thiền tịnh là tịnh, hai cái tu được. Giống như qua xong mà sử dụng hai chiếc ghe chạy qua. Giống như mình đi Hà Nội mà nửa máy bay mà nửa đường bộ, làm sao đi? Giờ mình hỏi tiếp. Cô có còn thắc mắc không? Nay thì con cũng về đợt này là năm nay là con cũng về được chùa Thiền Tông và được nghe sẵn đảng nhân giảng và tất cả những Phật tử rồi hiện ra Phật ra là cũng đã có những cái câu thắc mắc và đã được nghe sẵn đảng giải thích, thì con thấy rất là tâm huyết và con cũng rất tâm. Nhưng mà cái này thì nói là rất tâm, nhưng mà thực ra thì con vào đây vừa rồi thì con mới được vào gọi là ý chỉ thôi. Thế thì bây giờ con có như thế này, hôm vừa rồi con đã hỏi rồi. Và như con trong lòng con vẫn cứ thân vân, vì thế này trước đây là con tu về tịnh độ thì con là rất là nhiệt huyết. Thì cái tịnh độ cái thứ nhất và nghe các thầy giảng băng nghĩa là con cũng mua về rất nhiều, và bản thân nghe và cũng vận động các bạn hữu nghe. Thế rồi con cũng tặng cho người ta những cái băng đĩa một ở chùa Hồng Tháp, hai là ở chùa thầy Đắc, tức là ở tịnh thất Quan Âm thầy Đắc nhà giảng. Và con nghe những cái đĩa mà thầy giảng ở bên Mỹ, tức là con có một người bạn con là bây giờ là chuyên tu ở tịnh thất Quan Âm, và thầy nuôi những bà già rồi cô nhi quả phụ, nói chung là nhiều lắm, nhiều những các cái em bé như thế này cũng có, mà nhiều tuổi, trung tuổi, ít tuổi là có hết. Thì bây giờ con thấy là cái pháp môn tịnh độ thì cho nên là con cũng thâm nhập, và con tự con vào trong tịnh thất, con cũng tu Phật thất một tuần, và cũng vào chùa Hoàng Pháp là thầy Thích Chân Tĩnh là tổ chức những cái khóa tu Phật thất, thì con cũng có đi về tu mấy khóa tu. Thế thì trong cái này thì về thì ở chùa địa phương quê con ấy, thì thầy con là cũng về nói về tịnh độ thì thực ra thì nói về tịnh thôi, nhưng mà con thì con thấy là không được tịnh. Vì sao mà không được tịnh? Vì ở chùa miền Bắc ấy, thì chúng con là nó là gọi là đa đấy, chứ không phải là tịnh. Vì nếu mà tịnh thì chỉ có thờ Phật thôi. Thế nhưng mà đây, thế thì con hỏi thế này. Bây giờ là con về đây là con quyết tâm để con vào bí mật. Cái thứ nhất, khi mà về nhà thì bây giờ là như thầy con vẫn phân công con là gọi là trưởng cái ban mà để đi hộ niệm những người mà một là sắp thở hắt ra, hai là khi trước khi mất một từ 1 đến 8 tiếng thì niệm Phật. Thì bây giờ thì con có nên làm không? Hôm vừa rồi thì con cũng đã phát
phát biểu rồi, nhưng mà bây giờ trong thâm tâm con nghe thì con muốn là soạn giả là nói chỉ cho con rõ ràng con nên hay là con bỏ anh thế nào. Nhưng con cũng muốn là để mà khi mà con được vào bí mật rồi thì con cũng muốn giúp đỡ nhiều những bạn đồng tu của con nên để cũng tu như con, để cho cái pháp môn Thiền Tông này nó được phổ biến rộng rãi. Thế con xin hết. Ý của cô muốn hỏi là cô đã tu Thiền Tông nay cũng được mấy tháng rồi, nhưng mà bây giờ hồi tổ ngoài Bắc á, thì cô có làm theo một vị thầy làm đi hộ niệm, thì thầy vẫn thường khuyên cô là đi tụng hộ niệm, thì bây giờ cô muốn hỏi là có nên tiếp tục đi hộ niệm nữa hay không, hay là tu theo Thiền Tông không? Nếu đi hộ niệm có tiền thì cũng nên là đây là cái nghề hộ niệm mà mình đi làm mà kiếm tiền để chi, kiếm tiền để mua tu thiền tông là tu sao? Hộ niệm là mình đi làm mướn lấy tiền, không có. Nếu mà mình hộ niệm với cái người đó lên được thì mình có phước đức, mình lấy tiền được phước đức, mà không lên mình lừa gạt người ta thì mình ác đức, thấy không? Còn bây giờ tu Thiền Tông mua sách tặng cho người ta hoặc cho mượn để tạo công đức, tu Thiền Tông là tạo công đức, tu hộ niệm nếu lên được là có phước đức, còn không lên được thì có ác đức, mình muốn đường nào đi rõ ràng ha. Giờ thích đâu, nếu mà tụng mà người ta lên được là hỏi giờ bây giờ người ta nói giờ là má tôi chết, ba tôi chết đó, giờ cô cái đoàn hồ niệm này lên đến thiên đàng nói được không? Nói được, phải nhiều 10 triệu rồi được, mà nếu lên được thì mình có phước đức. Còn mà không lên rồi bả mà đi nhau bả đi xuống làm con này con kia hoặc cả là dòng tộc mình bị ăn đứt, mình lừa người ta, cái đó là cho mình. Cái đó tôi không xen vô cái hộ niệm, nhưng mà nên nhớ một điều, làm cái gì phải kết quả rõ ràng, thấy không? Còn đây tôi nói tôi tu giải tôi Thiền Tông giải thoát ai không tin, chưa thực hiện đi, không giải thoát tôi đền cho, mà phải làm cho đúng chứ còn nếu mà làm không đúng là không được nha. Có nghĩa là mình cúng dường tạo được một đạo nhân vô tu vô chứng đi về, còn mà cúng dường mà chỉ có công đức thôi, ít quá không có từ, có bạc lẻ không có tiền đồng, tiền đồng không thì làm sao mua nổi lượng vàng, nó mấy chục triệu một lượng mà nó có 10 đồng mà làm sao mua, phải không? Mình phải hiểu nguyên tắc đó. Thì giờ tôi dứt khoát nếu muốn đi hộ niệm cứ tiếp tục, nhưng mà hỏi thầy chắc không, nên nhớ một điều cái câu chuyện một ông quan ở lại ông kiện ông Trần ông thầy ông lại gia đình đó đó, ông nói giờ mẹ cậu á chết á, thì về đưa tôi hộ niệm cho nên lên cõi A Di Đà ở, không biết đưa bao nhiêu đó. Hồi xưa chế độ cũ hồi Thành Tông có mấy trăm quan thôi, năm sau ông nói mẹ cậu không lên được, ông già xuống địa ngục á, giờ đưa tôi thêm 500 quan tôi ấy, ông kia cũng làm luôn, dẫn lời ông quan thưa ông bà mới bạc mà vậy là ông lừa gạt ta. Năm rồi ông bảo người ta là đi lên mà giờ ông bảo là đi xuống thì bắt phạt. Thì bây giờ cô cũng vậy, đi hộ niệm thì phải chắc hỏi thầy. Dạ thưa thầy, thầy là trưởng đoàn á, trưởng đoàn hộ niệm á, mà có lên được không? Đưa người theo, mà mỗi lần người ông phát mình bao nhiêu. Nhưng mà nên nhớ rằng, ví dụ mình ổng ra 50 triệu, mình có 1 triệu đi cũng được, đi theo làm luôn. Là thầy lấy 1 triệu đó đi làm công đức, để nó xóa cái ác đức. Đừng có xài cái tiền này, hoặc có xài cũng được. 1 triệu mua sách 500 còn 500 xài không sao, mình phải hiểu cái nguyên tắc thế giới này. Chứ còn bây giờ nếu mà nó xin đi hộ niệm mình chắc ăn nó thì lên, còn cũng chắc thôi đi tìm cái nghề khác rồi hỏi thế thì cô có không? Con xin ý kiến thế này, bây giờ chúng con đi đây thì là thực ra bây giờ chúng con mới biết từ lâu ngoái con mới biết được đạo, tức là pháp môn Thiền Tông thứ 6 này, chứ trước đây chúng con thực ra là chúng con không biết, từ ngoài Bắc chúng con là có cái thiền thoại như thế. Thế thì bây giờ chúng con đi đây là để đi là gọi là thầy nói là đi để niệm Phật và ấy thôi, chứ con
còn nai một bà bạn nữa mà suốt từ sáng mùa hè mà suốt từ sáng đến cũng là từ tối đến đến sáng là về luôn chứ không không có ăn mà cũng không có tiền. Thực ra là chúng con đi là không phải vì tiền mà đây là vì công thức và giúp bạn thôi. Đây là con trình bày thế, chứ còn bây giờ là nếu như sản giả mà con như thế không nên đi nữa và phải như thế nào, nếu đi thì sẽ ảnh hưởng về cái chuyện mà mình không tập bên tiền tư bên tháng 1 tháng 6 thì con cũng thôi, con thương bỏ luôn chứ con không phải là vì tiền hoặc là vì cái này cái khác, chỉ vì đạo thôi. Con là con muốn để giải thoát và được giác ngộ chứ con không muốn là đi để vì tiền hay gì, kể cả 1 triệu triệu nàng bà con cũng không theo mà con cũng không nên làm cả. Từ trước lại con đi làm ý của thầy, ý của viện chủ nói là phân tích cho cô hiểu cái hộ niệm, còn cái việc làm mà cô có nên tiếp tục hay không tiếp tục, cô cái bản thân cô tự suy nghĩ rồi tự làm, chứ ở đây chỉ phân tích thôi chứ không có hướng dẫn, không có chỉ bảo cho cô được là cô phải làm như thế này làm như thế kia được. Câu hỏi tiếp theo là nhờ thầy dẫn dùm con ý nghĩa của câu là thọ tưởng hành thức diệt phục như thị trong kinh Bát Nhã Ba La Mật là như thế nào? Là thọ tưởng hành thức diệt phục như thị trong kinh Bát Nhã Ba La Mật là ý nghĩa như thế nào? Thọ tưởng hành thức thì trong kinh thường thường là những cái này, nhưng mà ngày xưa người ta không có phân tích được cái tánh, cái đó là có tánh người. Chữ như thị là như vậy, ta nghe như vậy là nói Đức Phật có nói là thọ tưởng hành thức như vậy rồi ông không nói được, vì ông đâu có nói là cái này để làm cái gì, mà chỉ truyền thông mới nói là thọ tưởng hành thức tài sắc danh thực thị tham thân si mạng nghi ở kiến, đây là tánh con người do điện từ âm dương nó cuốn hút thân con người, nó mới phát ra giống như cái dynamo nó phát đủ công suất nó phát ra điện, thì cái tánh người nó cái điện từ âm dương nó cuốn hút cái tánh người để nó bảo quản được cái thân người thì nó phát ra được cái thọ tưởng hình thức này. Chứ nếu nó mà nó yếu quá nó không phát được, giống như điện mà phát đủ thì nó mới ra đủ 220 V, còn đủ ra mới có 10 V thì không sử dụng được đó. Phải hiểu là chư thị là nghe như vậy, ta nghe như vậy, thọ tưởng hành thức là nói vậy. Ông chỉ nói trong kinh chỉ nói vậy thôi chứ mà không hiểu đó để làm cái gì. Thì bởi cái này nó nằm trong cái thiền tâm của nó ấy, chứ không phải thiền tâm của được nói gì. Thế mà trong kinh thường thường tất cả mở đầu kinh như thị ngã văn, ta nghe như vậy, một thở nọ tại thành Dương Xá, tại núi Kỳ Sự Quật, Đức Thế Tôn đã nói như vậy. Đó vậy đây là cái lời mở đầu kinh chứ còn hoàn toàn có cái gì, nhưng mà trong kinh cũng nói khác. Ông nói là có nghĩa là Ma Năng là ông nghe Đức Phật thở nọ, Đức Phật nói như vậy cũng ghi lại thôi, nhưng mà nên nhớ là kinh này là kinh trong các quyển kinh vật lý, mình phải nói tốn gọi là kinh vật lý chứ không phải kinh giải thoát. Không có cái kinh nào giải thoát đâu, hoàn toàn không có kinh nào nói giải thoát hết. Kinh A Di Đà thì lên kinh chi lấy A Di Đà ở, kinh Dược Sư thì làm thầy, kinh Đại Bi thì giúp người ta an vui, nó có từ cái vế hết. Kinh Kim Cang là chỉ trắng bằng sự thật. Đó, kinh Tứ Đập thì chưa nói về cúng dường, mẫu cái quyển kinh nó có cái vế riêng. Rồi còn hỏi tiếp đi. Câu hỏi tiếp theo là xin thầy giải thích dùm con là cái câu là trong kinh Địa Tạng có viết người thiện tri thức có sức rất khỏe mạnh, có thể trừ được sự độc hại, đưa người lạc đường ra khỏi con đường nguy hiểm. Vậy chứ thiện tri thức đó là ai, nhờ thầy giải thích dùm. Thiện là giúp cho mình an vui đó, là đó là thiện. Tri là hiểu, cái thức hiểu biết giúp mình an vui, người đó gọi là thiện tri thức. Còn cái mà cái người mà giúp mình tạo phước không phải là thiện tri thức đâu, nên nhớ đó.
có nghĩa là con người giúp mình được giác ngộ giải thoát mới được xem là con người thiện tri thức. Ta không hiểu không? Ngắn gọn vậy. Câu tiếp theo là khi con nghe sách thiền tông, con thấy rất thích, nghe hoài không chán. Có những lúc con thấy thân mình rất nhẹ và thoải mái. Hiện tượng như vậy là sao? Là ngày xưa đó mình quân tập tất cả những cái quyển kinh kia, tất cả quyển kinh vật lý là nó quân vào. Nó hai cái trường hợp quân là nó về nó nhập, gọi là nhập thế hoặc là xuất thế. Xuất thế dù nhập dù xuất nó cũng nằm ở trong cái nhân quả hết. Còn bây giờ nghe cái này đưa vào thì nó phá cái xuất thế nhập thế, thành nó thấy nghe nó khác, nghe con người nó nhẹ nhàng. Đó, nếu mình ai mà đọc cái kinh nói về thiền tông mà cảm nhận được này, chính là con người đó là gọi là cái bằng cảm ngộ thiền đó. Nghe được cái này gọi là cảm ngộ thiền. Mình nhớ phải đọc cái quyển kinh tùy theo cái quyển, mẫu quyển kinh nó nói một cái kiểu. Như là từ kinh Thủ Lăng Nghiêm được phân tích từ con người dạng dạng, kể cả tính thánh, tính thấy luôn mình đó. Nhưng mà ông không bố cục cái câu sau cùng. Ông nói là chỉ là tánh thấy không thấy chỗ xưa một chuyện. Ông có nói đến cái chỗ này thôi, nhưng mà ông biết nó phải là cái gì. Không bị không hơn. Mà hơn nữa được, về sau này các vị thầy dịch nó lại cắt bớt rất nhiều, cắt lên 80%. Để gì? Nếu mà nói bằng sự thật thì không ai tu, không ai vô chùa. Thành ra bởi vì tại sao mà trong cái diễn bà, diễn đàn ba có nói cái này nè, cúng dường, nếu mà ông nào dám đem cái chùa nào đem cái quyển kinh Tứ Thập Nhị Chương vô nói gì giảng về cúng dường không ai cúng đâu, thì ông phải bỏ cái quyển kinh này. Rồi cái chùa mà đang gõ mỏ tụng kinh mà đưa quyển kinh Kim Cang vô giảng, có ai dám giảng hay không? Cái quyển kinh Kim Cang luôn, lấy sát cầu ta này nhìn ông Phật cầu ổng là ma rồi sao ai dám? Đây những cái quyển kinh nói rất rõ mà tại người ta không dám khai thác, mà mai là không dám cắt cái này. Chứ nếu mà ông cắt cái này là rồi là cũng chay viên kinh nó cũng thua luôn đó. Nghe là có nhiều quyển kinh mấy ông cắt, mấy ông thả, mấy ông giảng sư, mấy ông dịch kinh đó, ông cắt bỏ bớt để gì? Ông có lợi. Mục đích cắt ra để làm cái gì? Cắt ra để kiếm tiền, mà bây giờ ông nói cái kiểu này làm sao thôi, ai cũng cho luôn nữa. Thì có chết, phải không? Thì nguyên tắc, mình phải hiểu, mình phải thông cảm. Tôi nói là tại vì các quyển kinh đã dịch cắt đi 80%, không dám nói bằng sự thật. Để là 20% mà cũng không dám nói luôn, trốn luôn. Vì diễn đàn ba, ai về nghe lời diễn đàn ba, nghe thấy, nói hết luôn. Rồi, mà hỏi tiếp đi. Câu hỏi kế tiếp là tại sao công đức lại là điều kiện để trở về Phật giới? Thế giới vật lý này thì ta giải thích đó. Công đức là cái lực nó dương, nó không nằm ở trong cái thế giới vật lý âm dương này được. Thế giới vật lý âm dương, âm thì ở trên đất, dương thì đi ra ngoài trên đất, lên các quả trời. Công đức nó nằm ngoài cái quy luật này, thành ra bắt buộc phải tạo công đức mới đi ra. Cái phước đức thì lên trên mà phước đức âm thì ở đây, mình đâu đâu cái mình mới hiểu cái nguyên tắc thế giới vật lý này. Một là phước đức dương lên các cõi trời, phước đức âm ở đây là được rồi. Còn công đức không xài trong này là bắt buộc phải đi, người nào mang cái này bắt buộc anh phải đi ra ngoài, đi ra thế giới khác ở. Thành không chấp nhận ra ở trong này rồi thế giới khác ở đâu, rồi phải chạy ra ngoài tam giới nó mới có thế giới khác. Và thế giới khác đó là gì? Là thế phật giới. Công đức chỉ sử dụng trong Phật giới thôi, chứ không sử dụng trong thế giới vật lý được. Rồi, hỏi tiếp. Tại sao giúp cho người khác giác ngộ và giải thoát ra khỏi sức hút vật lý âm dương để trở về Phật giới thì mình mới có công đức ạ? Thì bởi vì trên đây đất này giúp ta an vui là có phước đức, giúp ta khổ là mình ăn đức, giúp ta giải thoát có công đức. Thì cái này nó quy định rõ ràng, không phải chỉ ba giới rõ ràng, không phải chỉ ba giới rõ ràng. Thế giới vật lý này phải công đức để đem ra ngoài, không có để trong này được. Thắc mắc thì cái đúng rồi. Bây giờ thì tu đạo Phật là tu thiền tâm là để tạo công đức.
tu theo vật lý, tu mà tịnh độ và là tạo phước đức. Còn tu mật chú là tụ phước đức âm. Trên đã một mặt dạy rất rõ cho các bạn, ông nghe là ai muốn cái gì. Tại sao bây giờ, tại sao mấy người ta niệm chú mà ta không vô đây được, niệm thần nó quản lý rồi. Có nghĩa là anh muốn anh tu này để rồi anh đi làm thầy chị bệnh như vậy, thì thầy chị bệnh đi về tôi giúp ông mà tự nhiên bỏ tôi không được. Thấy không? Mấy cái ông thầy không đâu đâu chịu đâu. Đó là nguyên tắc phải hiểu thế giới này. Vì thế mà đạo Phật mới có chỉ là 13 con đường, một con đường về mặt giới và 12 con đường luân hồi. Mà mình nói gọn, trên trời là một, dưới đất là năm, lục đạo luân hồi là nói gọn, còn thập nhị luân hồi là nói phân tích, nhất tự trở về mặt giới là nói riêng. Rồi hỏi tế vị. Công đức có được là do sự cố gắng và quyết tâm của một Phật tánh, chứ không phải là công đức tự nhiên mà có phải như vậy không? Thế giới này muốn tạo công đức là giúp người ta trở về Phật giới đó, mà trong kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là cúng dường đạo nhân vô tu vô chứng đó. Anh giúp những cái người này đó được là mới là có công đức được. Tôi hiểu nguyên tắc này. Trái đất này giúp người ta an vui là phước đức dương, muốn giúp ta làm giàu giàu sang làm thành là phước đức âm. Công đức là để đi sử dụng nguyên thế giới khác. Thế giới khác gọi là thế giới Phật giới là mới sử dụng cái này được thôi. Vì cái gì về đó, cái địa đường quan nó chiếu vào công đức nó mới định hình ra ngôi nhà pháp thân và chúng sanh Phật. Còn ở trong trái đất này con phước đức âm, tại sao con trở lại làm con người giàu sang rất đẹp, phước đức nhiều nó mới đẹp. Bởi vì con người sinh ra, tại sao con người có người xấu kẻ tốt là giờ tại anh, tại người ta có cái phước đức người ta mới đẹp vậy, người ta mới có cái nhà to. Còn mình không có phước đức thở nhà lá đi, nó đâu cái nào nó ra nó nguyên tắc của nó nên là gì nó phải có, chứ không có cái nào cái này gọi là nó vậy. Nó nói trắng ra hết, chứ không có cái gì, không có giấu giếm cái gì rồi. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ, hiện tại hết câu hỏi, có bây giờ là hết câu hỏi không? Thế này cho xin hỏi thêm một câu hỏi này, hỏi hộ cho người ta. Cái trong cái buổi hỏi này để người ta được nghe, người ta hiểu. Thế là xin thầy giải thích cho cái là ngũ uẩn là gì? Và ngũ uẩn dai không là thế nào? Trong cái quan niệm của những người tu theo cái văn môn vật lý và ngũ uẩn theo thiền tông nhờ nhờ chứng mang là giải thích cái chữ ngũ uẩn là như thế nào, theo tức là tôi đã có một đồng hiểu cái chữ ngũ uẩn là như thế nào. Ngũ uẩn nghe không, ngũ là năm, uẩn là đất nước cho lửa, nghe không là không thật chiên hồn, gọi là ngũ uẩn giai thân. Ngũ uẩn, ngũ là năm, đất nước gió lửa, thức, cái thức của con người nói về cái tánh người đó, cái thức là cái tánh người đó, nó là không thật. Có nghĩa đất nước gió lửa tứ đại và cái tánh con người sự thật không có. Thì thật, cái thân người đó rõ ràng gì là tứ đại đó, là thức là cái tánh á, ý là muốn nói cái tánh là nó sự thật không có, nó duyên hợp nó mới phát có, chứ nếu nó có thì cái thân này không mất. Còn nếu mà cái tánh người nó có đó thì nó vô trung tâm thiền hồng, nó không tan, nghe không? Đó, ngũ uẩn. Bởi vậy Đức Phật nói là cái câu này nó là chiếu kiến ngũ uẩn dây không, độ nhất tiết khổ ách. Cái là thấy được cái anh thấy anh quán chiếu mà thấy được cái ngũ uẩn dây không rồi tất cả qua hết các khổ não qua hết. Là vì tại vì nhưng mình cũng ra biết sao không, mình đói quá mình không ra, mày đói cho mày đói chết luôn, mình không ra thì luôn cho nó ăn đi để nó đói rồi sao anh không ra.
Vì thế mà các vị tổ mới có chỉ mà có nhiều ông ngồi thiền mấy ngày hết. Ông Phật có nhiều khi thọ trai không có con vẫn không vẫn ngồi thiền không có phải. Ông dám chiếu kiến ngũ quẩn vậy không? Còn mình đâu được, tới 11 giờ mới gặp con người ta. Bây giờ Đức Phổ là cái trung thân đó nó còn sáng suốt giống như là khi mà mang thân người đâu vậy thầy. Khi mất cái thân này á, mà cái trung ấm thêm đi vào cái giấc ngủ rồi mà khi thức dậy á, thì nó có đủ sáng suốt giống như còn trong cái thân tứ đại hay không ạ? Tùy theo cái nghiệp của mình chứ, trung ấm thân chứa còn công đức thì nó ra sáng. Có nghĩa là công đức ở đó cái thân Phật mình mới thấy rõ được. Còn nếu mà nó chứa bên cái nghiệp á thì phải làm theo lệnh công thần thôi, chứ không có sáng suốt gì ở đây. Khi mà mình vô nghiệp rồi đó thì ông thần bảo mình đi đâu phải đi đó, có nghĩa là ông nhìn được trong trung ấm thân cái gì chứa trong các dụng chứa bởi tình độ nào cũng như quăng mình lên của độ thôi. Lúc đó mình cũng không hiểu đâu, bắt buộc là mình ông thần phụ trách tánh Phật của mình, phụ trách cái gì, phụ trách tánh Phật của mình, phụ trách cái gì chứa trong đó, ông thực thi nhân quả theo cái mình tạo ra. Còn mình muốn sáng suốt thì duy nhất chỉ có công đức mới sáng nổi thôi. Còn phước đức ác đức gì sâu khỏi sáng suốt đi, do ông thần thực thi nhân quả. Nó đi theo cái lục đạo luân hồi nó là vậy. Chỉ có cái công đức mới phá nổ cái vô minh này. Còn anh không có công đức thì đừng có mong phá. Ông thần thì chỉ thực thi theo lệnh trong cái trung ấm thân mình chứa cái gì để ông làm cái đó. Giống mình đi vô cái cửa nào đó, cái phiếu này đi cửa số mấy, người ta dẫn vô số mấy thôi cho mình. Chứ còn muốn sáng suốt phải có công đức, mà công đức mà phải học cái công thức nữa, chứ không phải có công đức không học thì không cũng không biết đi đâu, thấy sáng mà không biết đi đâu. Rồi còn thắc mắc hỏi tiếp đi, cứ hả cho nhiều chứ để hai mấy tên về đó. Mẹ em có hỏi cái cái công thức thì thầy nói rằng là thầy chưa nói hết, giờ thầy có thể nói cái công thức đó về cái bốn mươi phần tiền mặt đó, thầy có thể bậc quý xin ở đây được biết luôn thầy, sơ bậc quý xin thầy bậc quý thêm 40 phần tiền mặt cho mọi người biết ạ. Nhưng mà cái phần chuột mặt bắt buộc là phải nhà nước cho phép tụi mình. Là vì những cái chuột mặt đây là chân thật của hiện tại, từ con người và cả cái hệ thống luôn. Nhà nước phải cho chấp tục mà giới điều kiện là ban tôn giáo chứ mà nhà xuất bản tôn giáo cho phép mới dám nói. Chứ giờ mà nói ra cái này, mình nói mà phải có sách, rất có chính, có phép từ mới nay. Còn không có học gia, thì tôi đã tuyên bố là nếu không chôn theo mồ rồi mai mốt có đào lên, chôn tôi đào móc lên, là có đi kiếm ổng, còn ổng cũng rồi, ổng đi mất rồi. Đó, nguyên tắc nó là vậy. Chứ bạn muốn nói thì nói đâu. Ngày xưa đó, tôi nhớ hồi xưa mà ông Lê Văn Việt đó, ông làm sai một cái mà chôn xuống ổng nó còn cột mã ông luôn đó. Chị thân người không được bằng trí bằng cái mã, cho chị xích cái mã lại là nói cho còn đấy, không phải đơn giản rồi. Nhưng bây giờ tôi côn rồi cũng cho ông xin tiêu, khỏi xích cái, giờ biết đường đâu mà xích. Nè, bây giờ con ra kiếm đi, kiếm người nào quen, tôi nói, tôi đưa, tôi nói. Người nào gan nói, tôi nói ra.
tôi nói 40 phần, tôi nói chỉ 1 phần, 2 phần thôi. Gàng nói người nào gàng chính quyền đứng lại hạ thầu hay không. Tôi đưa rằng, tôi đưa cho từng phần nói. Có thì để từ từ, tới từ từ giáo lý xuất bản ra nó sẽ nói hết. Là gọi thế thì anh có đặt thành bộ thì tôi hỏi là bốn tiểu mặt đó nó có liên quan gì tới công thức trở về công thức hay không? Trong 40 phần tiểu mặt đó nó có liên quan gì đến công thức về Phật giới không? Không, nó có liên quan mà nó bằng thực tế trên đất này chứ không có liên quan gì. Phật giới ta đã chỉ đường đi về rồi. Còn mình đây mình biết để gì? Biết để mà ai hỏi mình cái về cái đề đạo Phật này, đạo Phật Thiền Tông này, mình nói để cho người ta biết. Mà nói người ta phải tâm phục khẩu phục đàng hoàng, chứ không phải là nói tôi nói để ông nói khác gì. Nhưng mà nói ra thì phải có luật sư làm chứng, có trọng tài làm biên bản, có cái người mà phân xử đàng hoàng. Bởi vì người ta bây giờ nói người ta không có hiểu, người ta chắc nó là đúng nhưng mà điều không đúng. Bởi vì tôi nói là tất cả những chuyện gì trên cái đất này hoàn toàn là sai hết. Tôi chỉ nói sơ vậy thôi, còn cái sai cái gì thì trong giáo lý sẽ nói cái gì mà ta chứng minh rõ ràng. Chứ ngày xưa đó thì tất cả các nơi nói chỗ này linh, chỗ kia linh. Bây giờ mình chỉ mới hiểu Thiền Tông đơn sơ thôi, nhưng mà cái đó là cái gì rồi mà chưa có nói ra nha. Mà mình nói sự thật ra thì kêu một lời thật mít lòng, chứ không phải đơn giản. Bây giờ nè, trong 40 phần Thiền Tông đó, ông Trần Nhân Tông tôi đã hé ra một hai chút ở trong đó rồi mà người ta chịu không nổi. Chứ đừng có nói, nếu mà nói chắc mà tôi nói bằng sự thật này, nhưng mà tôi dễ dám đấu chất luôn, chứ không phải tôi nói rồi tôi bỏ đánh trống bỏ dùi đâu, không phải. Nghĩa là kêu bằng bảo thủ đến cùng mà phải có người làm chứng, có người phân xử ai đúng ai sai, chứ không phải ai muốn nói ai thì nói. Thì thấy là những gì có nhiều người nói là đến chùa Tân Diệu sẽ hỏi một hai câu là nó ngậm mình giận, mà tôi mời thì trước nay đâu ai đó không ạ, mấy năm nay tôi mời chưa ai tới. Ở chùa Tân Diệu đã dám tuyên bố là sẽ đặt sẵn đầu tổ chức bất cứ ai muốn hỏi gì thì Tân này. Tôi nói rõ ràng chứ không phải tôi nói sẽ chạy trốn nha. Mà có nhiều người nói dữ lắm mà mời không tới. Tôi còn thuê xe luôn mà. Tôi xe tới đây, ở đâu cũng được, tôi thuê tới đây. Đó chắc tôi dưới điều kiện là phải có người là có luật sư với có công chứng viên làm phiên bản, ai đúng ai sai. Rồi còn nếu thì cái phần 40 phần điều mà tôi muốn thì chắc chắn nó sẽ có ra, nhưng mà đi ra bằng luật pháp. Chứ không phải bằng cái nó vừa rồi, cái gì phải nói ra cái đây. Là vì tại vì tại sao mà khi mà cái diễn đàn chưa ra rất nhiều người hù của chùa Tân Diệu này. Khi mà diễn đàn ra rồi giờ mấy cha hùng tôi mất hẳn. Đó, tôi mời tới. Các tôi mời tới, chứ đâu phải. Diễn đàn tôi mời tới. Tất cả những người nào muốn tranh luận gì, Thiền Tông cứ đến chùa Tân Diệu. Tôi mời tới. Vì tôi được luật pháp bảo đảm mà. Luật pháp bảo đảm cho tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, 6 điều tự do của một công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Không phải đơn giản đâu. Kèm theo cái luật pháp là cái bộ hình hình sự, bộ luật hình sự hiểm trợ cho cái luật pháp này. Thành ra diễn đàn mới dám mở ra. Còn nếu không hoàn toàn không dám. Đây diễn đàn ta nói Phật sư thật chứ không phải. Mà diễn đàn này không phải là chùa Tân Diệu nói, mà nhiều người hiểu cái này ta phát biểu lên, chứ không phải là của chùa Tân Diệu làm ra. Mà do những anh em mà ở tu theo Thiền Tông này họ hiểu được, họ mới nói lên.
nên đó thì thôi giờ con cũng ráng đợi đi, còn 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 tuổi còn dài, ráng đợi có ngày sẽ công bố ra. Nếu mà công bố ra nhớ người khác công bố chứ không phải tôi cung cấp tài liệu. Rồi hỏi tiếp đi. Sẵn sàng câu hỏi này. Cái bản đồ phát thảo cái ý rồi 16 thứ tính rồi ở ngoài 84.000 ảo giác con đồ ở trong cái cuốn nhật ký á, cho hỏi là bạn đó có ở trong cái cuốn nhật ký nguyên thủy hay là do cái gì đó tạo ra cái gì anh nằm dưới mối tên chứ. Tức là cái bản đồ về thân con người á, là do cái quyển này trong cái nguyên thủy nó có như vậy, hay là do cái người bây giờ có cái tên đứng tên nó ra là phát thảo cái bản đồ rồi. Ta vẽ bản đồ đó là ta nương theo những cái mà trong cái giáo lý đưa ra, ta mới vẽ theo. Gọi là có tích mới định ra tù. Cái tù hiện giờ là nó có cái tích người ta mới định ra, thấy không? Thí dụ ngày xưa có những cái di tích gì đó rồi người ta mới khơi ra, bây giờ người ta mới làm cho nó rõ ra chút nữa. Đó là kêu bằng có tích thì ta mới định ra cái chuyện này được. Chứ nếu mà bây giờ không, thí dụ mà trong không có nói cái gì quyền ký thì là cho ai biết vẽ cái tâm giới thế nào. Trong quyền ký ra nói vậy, người ta phát quả theo đó người ta vẽ. Nhưng mà ngày xưa thế giới là ngày xưa ông Phật á, nó không phải cần kêu bằng có cái tổ chức như mình, từ họa sĩ cho đến văn học, nó không phải nằm như bây giờ của mình. Nhưng mà cũng còn cái câu chuyện đó, nhưng mà bây giờ nó phát quả đẹp hơn ngày xưa. Ngày xưa cũng vẽ rất thô sơ, cũng giống như ngày xưa cách đóng cái bàn đâu có đẹp bằng bây giờ, cũng là cái bàn nhưng mà không có đẹp, bây giờ đóng cái bàn rất đẹp. Thì nó cũng vậy, nó có cái bàn và hình thức cái bàn, người ta mới làm ra cái bàn. Nhưng mà nó ngày xưa không có đẹp, bởi vì cái bàn ngày xưa ông Phật nó xin lỗi bằng cây nhau đâu bằng giống như mình bây giờ đâu ha. Hoặc là cái chỗ ngủ cũng là cái hốc đá, thì bây giờ cũng có hốc đá nhưng mà mình chim vô một hai cái bộ bàn ghế cho nó đẹp, với lại nó khác chứ. Được cái này giờ con hỏi gì đặt thành câu hỏi mà có bây giờ đặt thành câu hỏi mà là thưa thầy, thầy nói là khi mà cái trung tâm vận hành luân hồi là một năm nó mới đến một lần là 20 tiếng, thì khi đó khi mà trái đất mình mới đi qua cái chỗ trung tâm vận hành luân hồi thì các trung tâm thân mà có điều kiện chẳng hạn như công đức nhiều, thế rồi là quyết tâm trở về giới đúng như là đã nắm được công thức thì đúng giờ mới được đẩy vào trung tâm vận hành luân hồi. Thế còn thì một số hành tinh khác còn nhiều cũng có đi qua cái trung tâm vận hành luân hồi hay không, hay chỉ có một mình trái đất đi qua trung tâm vận hành luân hồi? Mà nếu như các cái thần kinh kia cũng có đi qua trung tâm vận hành luân hồi thì khi đó là nó cũng che cái nét của tam muội đi, thì đương nhiên là các cái trung thân có thể đi theo vào được không cái trung tâm vận hành luân hồi? Mình phải hiểu thế này nè, cái bầu hòa đạo ngộ của nó 6 trái đất mà 365 ngày trái đất Nam Di Bồ Đề nó phải đến cái chỗ trung tâm đó một lần, thì chia cho 6 trái đất có nghĩa là 60 ngày, chưa tới 60 ngày nó sẽ có một trái đất đi qua chỗ đó. Nhưng mà bây giờ mình nói về cho nó dễ hiểu, ở trên là nó cái mặt trời nó chiếu á, nó chiếu xuống thì trái đất này được quyền đi 24 tiếng đồng hồ quay xung quanh cái trung tâm vận hành luân hồi này, nhưng mà 2 tiếng đầu không dám vô là vì nó còn ánh sáng, đúng không? nó còn ánh sáng tam muội, lửa tam muội nó chiếu, vì thế mà phải cho an toàn 2 tiếng đồng hồ đô quay 20 tiếng trong đó mặc định mà đi ra làm gì đó ra. Sắp chấm dứt được 22 tiếng, rồi còn 2 tiếng sau cùng cũng phải đi ra, chứ để mà lãng quản cái lửa ta mổ nó đốt làm sao,
đó mình đã hiểu, mình đã vì thế mà cái trung tâm vận hành lượng này cứ 60 tiếng đồng hồ, nói đúng là nếu mà 60 ngày, nó không đúng, 365 ngày, nếu mà 6 lần, 6, 36 lần, cho phải, thì làm sao, nó phải, nó xê gì cái này, thì vì thế mà cái văn học người Trung Quốc á, người ta chỉnh lại, tại sao có cái giường là nắm cái chỗ này nè, còn nhà khoa học tại sao? Người Tây Phương tại sao mà có cái ngày 30 rồi 31 ngày 2, tháng 2 có 28 ngày là nó chỉnh cái chuyện này. Nó biểu hết cho bà con cho mình, nó không hiểu cái nguyên do. Vậy nó phải chỉnh cái này để cho nó đúng giờ vậy. Mới 365 ngày nè, cái 6 cái đất, 6 cái hành tinh mà chia cho 365 ngày thì 60 ngày không được, 66, 36 lần. À, thì trời thì dường có bộ phận thì chỉnh cái này, nhưng mà người con người vẫn biết chỉnh cái này bằng cái ngày âm lịch hoặc ngày dương lịch. Đó, nên nhớ là an toàn nhất là 20 tiếng nó quay trong trung tâm lần hầu, 2 tiếng vừa quay vô không dám nhảo vô rồi, vị Phật không dám đẩy vô, rồi khi mà gần hết giờ thì cũng phải ra số hơn 20 ngày. Chứ không có đấy, bởi vì nếu nguyên tắc mình đến sớm thì cái điện rửa tâm mũi nó vẫn đốt được, nó chiếu mà nó còn ánh sáng lên đó nó vẫn chiếu được, vì nó cực đồng. Sở dĩ mình sống ở thế giới này là nó nhờ cái gọi là nó cái nó mà có cái loại mà cái màn mà để bảo vệ muôn loài trái đất này. Vì thế mà mọi người ta nói là gọi là tận vô số, nó là bảo vệ này. Vì thế mà con người ta phá cái vô số thì con người này khó sống, nó bệnh hoạn dữ lắm. Mình phải hiểu quy tắc đó. Vì thế mà vô 24 tiếng, sự thật là 2 tiếng chờ. Vô 2 tiếng thoát ra trước khi hết quay qua khỏi trung tâm điện hành rồi phải thoát ra cho kịp. Vậy trên phải hiểu cái nguyên tắc của nó là vậy. Rồi thắc mắc cứ hỏi tiếp đi. Cái thời đấy là nói riêng về trái đất, nhưng mà còn trái đất là nằm trong phụ đề, còn bây giờ năm hành tinh khác cũng khi đi qua trung tâm vận hành của nội đó thì cái trung thân của mình mà còn đang chờ đợi có được đi qua hay không, hay chỉ có trái đất đi qua thì các trung thân mới được đi? Sự sống trên sáu trái đất giống y nhau nha. Nó xin lỗi mình trong 93 nước, cho nó cũng trong 93 nước, cũng khác là ngôn ngữ giống như bên này, cũng có tiếng Việt, tiếng Mỹ, tiếng Tàu, tiếng Nga, tiếng Nhật, cũng nó vẫn hết mình rồi, trong khác rồi. Nhưng mà tại vì nó giống như mình ở đây, mình nói trong cái đất mình cho dễ hiểu. Ví dụ nước mình có ông vua thì bên kia nó cũng ông vua, cái nước kia cũng ông vua, hoặc là nó thay đổi là quốc trưởng hoặc là tổng thống gì thôi, nó cũng là cái tổ chức như vậy. Trái đất nào giống như cả trái đất thế giới vật lý thì nói vậy. Trái đất này mình giảng sanh lên nước cực lạc thì cái đất kia nó giảng sanh ra cái nước khác. Vậy tại sao sáu trái đất và sáu nước cực lạc mỗi một trái đất nó đi vào trong một cái tuyến mà ta đi nó đâu đi vậy. Nhưng bên kia ta nói lên từ khác, bên kia nó cũng nói cực lạc, nhưng mình mà không phải nói Tây phương cực lạc mà nó nói về Đông phương cực lạc hay gì đó. Nó nằm ở vị trí khác của tâm giới. Nói đúng ra tổ chức đâu cũng vậy. Thì mình suy nghĩ nè, ở người Pháp, châu Âu nói nước lớn, nước rộng, mình cũng nước lớn rộng chứ có khác gì đó đâu, nhưng mà cái vị trí nó khác thôi. Thì tổ chức nó cũng vậy. Nhưng mà con người có thể sai lệch một chút xíu là mình theo cái hệ thống liên hiệp Pháp chạy xe bên mặt ở bên trái, nó có chạy đâu nhưng mà nó cũng là vậy, cái quy luật của nó vậy. Tại mình là liên hiệp Anh nó chạy khác, liên hiệp Pháp chạy khác. Nhưng bởi vì tại sao qua Thái Lan, qua Ấn Độ nó chạy xe bên trái, cua lăng nó bên trái, còn mình cua lăng mình bên tay phải, nó cũng tổ chức nhưng mà nó sai cho đó. Thì nó đúng nguyên tắc đâu cũng vậy, cũng làm ăn ngủ nghỉ giống như nhau thôi, cũng 24 tiếng giờ hồ giống nhau. Chứ mình ở đây làm 8 tiếng, nó cũng phải 8 tiếng, chứ nó không hơn được.
nó chỉ hậu cái thời gian hồi xưa là nó bốc lộn, nó mới hơn cái nguyên tắc là luật lao động phải đúng, đâu cũng vậy, là toàn thế giới mà. Vì thế mà thế giới sẽ có lập hàng ngày quốc tế lao động, tức nghĩa là thế giới ở đâu cũng vậy. Rồi cứ hỏi tiếp đi. Thầy hỏi cái ý là như thế này. Thế như đây là cái trái đất được Việt Nam Dương Phủ Đề. Khi đến trung tâm vận hành luân hồi thì đây cũng trung thân của trong trái đất mình bắt đi vào trung tâm vận hành luân hồi. Thế thì những người mà không còn đi trong vận hành luân hồi thì đương nhiên là không vào, thì đương nhiên phải chờ ở đây. Thế khi cái trái đất thứ hai bắt đầu đến trung tâm vận hành luân hồi thì cái trung tâm thân của cái trái đất mình như này có được vào trung tâm vận hành hay không, để giải thoát hay không, hay là chỉ có ở đây thì theo đây, ở anh này thì theo anh này, đấy là hỏi gì đâu. Mình phải biết đây, mình phải nói cái cho nó đúng đó. Cái bầu hoàng đạo, nhớ cái bầu nha, chứ không phải dòng hoàng đạo, cái bầu. Trên cái bầu tròn giống như trái banh gắn sáu trên sẵn cái đá trên đó. Nó quay là nó quay cả cái bầu hoàng đạo, chứ không phải quay một cái đây trên. Nhưng mà trong cái bầu hoàng đạo nó quay hết, nhưng mà từng trái đất, từng hành tinh nó quay riêng. Bầu hoàng đạo nào cũng vậy, quay theo chuẩn lắm, trái đất thì nó quay theo cái chuẩn này, nhưng mà lúc nào cái đường xích đạo nó phải đưa dâu mặt trời cho một cách nào thoát ra ngoài để nhìn nó tạo xuân hạ thu đông được. Đó. Nói tóm ra bây giờ có phim 3D mà gọi là đẳng cấp cao được vừa rồi, tại vì nó làm không được luôn, mà phải là chuyên nghiệp của tụi NASA nó mới làm được rồi. Mà NASA bây giờ nó làm bao hoàng đạo còn làm sao? À, nó quay theo cái kiểu mà thế vòng tròn, cho nên không phải Đức Phật bảo là quay theo tám phương bốn hướng, chứ không phải thâu theo cái kiểu này, nó quay bốn hướng thôi, quay bốn thôi. À, nó sai là sai chứ đó. Vì thế mà nó không tìm ra được cái gốc tủy của cái tam giới, nó chỉ hiểu được cái trong cái không gian của bầu hoàn đạo một thôi. Vì cái bầu hoàng đạo hai nó chứa toàn là điện từ, nó không nằm ở đây. Còn bên đây bầu một nó chứa toàn là tứ đại, nó khác là khác chỗ đó. Bởi vì cái con người mình ở đây tứ đại thấy nhau, thấy con trâu con bò cây cối là được, nó chứa bằng còn cái loại mà vô hình, nó chứa bằng điện từ, thành mình không thấy được đâu, mà chỉ có Phật nhãn mới thấy được. Còn không ấy thì anh phải có quệ nhãn mới thấy được hai cái loại này. Còn không, nếu không có Phật nhãn phải có quệ nhãn mới thấy được cái cõi vô hình. Còn mà bây giờ các nhà quá, các nhà gọi là những thấy cõi âm á, là tại người ta sống bằng cái tần số âm, ta thấy bằng cái cõi cô hồn thôi, chứ không có lạ gì hết. Tần số ta kéo âm xuống. Bây giờ có nhiều người nha, bây giờ tôi thấy có nhiều người mà họ tự bị con rắn nó cắn mà nó không chết, rắn độc cắn không chết, hoặc con chó cắn không chết, tự giờ nó thấy có hào giác, thấy liền, thấy cái hình ảnh bên kia liền. Thế anh chị nào mà nó bình thường lại nó hết thấy, là vì cái máu, những cái máu độc nó thật là âm, nó hạ cái tần số điện từ của mình nó xuống, thành nó thấy được cái loại kia. Thì đây trong 37 pháp quán, nó có pháp quán cõi âm và quán cõi thật, nó có hai cái loại này. Mà mấy ông tiểu thừa rất là nhớ lại đó. Tại sao ngồi thiền thấy được công cô hồn, thấy được ông Phật là ai? Cái đó là tại trong này không nói rõ, chứ sự thật không phải đâu. Cô hồn thấy đúng như một Phật hoàn toàn không thấy. Phật ta bên kia không thấy được đâu, mà thấy là người ta giả thôi. Ai có hiểu về tổ Hữu Bà Quốc Đa là tổ thứ tư mới hiểu là cái giả này. Vì thế mà mấy ông tiểu thừa tại sao khoe tôi ngầu năm phút thấy này thấy kia, thì sau đó mình nói thật ra mấy ông chửi mình sao? Thì nói đúng ra là trái đất nào cũng vậy, lục sáu trái đất thì hoàn toàn sinh hoạt giống nhau, sức hút vật lý dẫn đi không khác chút nào, bởi vì nó cấu tạo bằng tứ đại mà, nó bằng giống nhau. Ví dụ mình ở đây Á Châu thì con người cao lắm, ở thứ sáu thứ bảy, còn Tây nó tới hai thứ hai thứ mấy, nó cũng con người, nhưng mà đâu, tại vì cái vùng đất đó
thì con người nó phải lớn hơn. Con người càng khắc khổ thì con người càng nhỏ, con người càng sung sướng nó càng nhanh nó phát triển. Đó là nguyên tắc vật lý của nó vậy thôi. Rồi thắc mắc phải tiếp, nhớ là nó quay là quay cả toàn bộ mà một sáu cái đất nó quay luôn, chứ không phải là một cái nó quay gì. Mà cái nào nó quay độc lập theo kiểu tám phương bốn hướng, bầu hoàng đạo nó cũng quay tám phương bốn hướng, chứ không phải quay. Có nghĩa là ngày trước nó thuộc về hướng đông mà ngày sau nó thuộc hướng tây, nó không có cố định được. Không phải giống như trái đất mình là cố định đông tây, cố định đông tây là mình cố định bằng cái mặt trời, định vị của mặt trời, còn nó không phải. Nó là định vị trong một cái tiểu thiên thế giới á. Nếu mà nói một tây tam giới, nó định vị của một tiểu thiên thế giới. Mà cái này thì lớn quá mình không bàn nữa, bàn nó đi sai chứ. Cái tam giới này nó phải đúng theo cái quy luật của tiểu thiên thế giới, nó quay theo tiểu thiên thế giới, rồi tiểu thiên thế giới quay theo trung thiên thế giới, quay đại thiên thế giới, đại thiên nó quay theo càn khôn vũ trụ. Và không hiểu nổi đâu, nếu mình bây giờ mục đích của đạo Phật Thiền Tông là chỉ con đường đi ra, Phật đi ra ngoài cái quy luật nhân quả, mục đích của đạo Thiền Tông là chỉ. Còn nếu mình bàn quá nữa thường thường nó rất quớt rồi đó, khi mình chết rồi mình không biết sao rồi về. Thành ra Đức Phật có nói câu những cái gì mà Như Lai dạy các ông giống như nắm lá trong tay, ta gặp hết nắm lá này đi chứ đừng có tìm lá trong rừng đi cho nó mệt. Thời gian thì có bao nhiêu đâu, ngồi đó mình tìm hiểu hết rồi cũng là nó chết rồi không biết rồi đi tiếp nữa là sao. Thành ra ông Phật ông nói cho mình biết đừng có tìm giống như cái anh mà bị tên bắn á, cho tôi biết hết cái mũi tên từ đâu đi rồi mà ông chưa xong rồi ngã cá ông chết queo rồi đó, còn tìm hiểu gì nha. Thì mình nói căn bản là trái đất nó quay theo bầu hoàng đạo, bầu hoàng đạo nó quay theo tam giới nó quay theo trung tiểu thiên thế giới, nó quay theo từng lớp của nó, chứ không phải mà bây giờ mình đưa ra nhiều quá. Giờ có cái thân mình mà chưa hiểu hết, giờ Thiền Tông nó mới ra đời, nó mới chỉ là tạo thân như thế này, rồi trung cái tánh người nó như thế này, rồi nó tan rã thế này, nó đã quá hay rồi. Trái đất hình thành như thế này rồi nó tuổi thọ rồi nó tan rã, cách tan rã của nó có. Để vì đạo phật nó có cái giáo lý của nó, là nói rõ từng con người và đây là cái giáo lý của đạo Phật, và nói rõ bằng thực tế. Mà gọi là bây giờ dù nói bằng thực thật cái nào của ai chửi cũng ráng chịu chứ không giải. Bởi vì đây là cái nhiệm vụ mình nói, tại vì người ta chửi là mất quyền lợi, người ta chửi thế giới vật lý nó là vậy. Ông Phật mà dạy đã đời 45 năm nói giải thoát nó không chửi đâu thì thường. Và năm 46 bắt đầu giải thoát nó không chửi đâu. Thế thì cái này đâu có lạ gì đâu. Và tất cả người ta cúng, ta tu đồng hợp để ta kiếm tiền, mà mình nói kiểu này là ta kiếm tiền được, ta chửi mình là phải rồi. Nhưng mà mình cũng may á, luật pháp bảo vệ, không có bộ, không luật pháp bảo vệ, xin lỗi 10 cái chùa này nó đốt luôn đó, chứ đừng có nói. Giờ mình hỏi tiếp đi. Thưa thầy, nghĩa là trong vòng 1 năm, chỉ trong một tam giới thôi, tức là cái cửa mà ở cái trung tâm vận hành nó đổi 6 lần được mở ra, vì có 6 cái hành tinh nó đi qua, mỗi một hành tinh được đi qua 1 lần, 1 năm 1 lần. Thì có 6 lần là các cái tánh Phật và là thế là trung tâm thân và có chứa tánh Phật và công đức là được thoát ra cái sang cái trung tâm nó rồi. Nhưng mà anh trái đất thì đi theo cái vòng quay của anh, còn anh bên này đi theo anh này, tức là anh nào đi theo của anh đó, nó đúng thế thôi. Chứ anh này, cái vòng này nó tới đây thì anh ở bên này không thể qua được, mà anh ở đấy qua chứ anh bên này không qua được. Thế là cái trung tâm thân còn phải chờ đợi để khi mà cái trái đất này mới lại trở về cái trung tâm vận hành nó rồi đó thì anh thoát ra được. Còn cái anh kia tới thì như anh ở này không thể đi ké được kia được, có đúng thế không? Bây giờ nói chuyện từ Phật giới thì vào tam giới đi. Thì bây giờ trái đất nào mà nó cản cái ánh sáng mặt trời đó thì tánh Phật phải mau chui xuống lắm. Nam Diêm Phụ Đề hoặc là Tây Ngô Quân Phung gì vô cái nào thì chịu cái đấy. Mình bây giờ thì nói giờ vô trong cái Nam Diêm Phụ Đề thì cứ lăn lộn hoài trong này.
Rồi bên kia nó cũng vậy, có nghĩa là rồi khi đi ra cũng vậy. Nếu mình đã trong này thì cũng có nghĩa là mình chia là cứ 10.000 năm có một vị Phật ra đời thì chia cho 6 trái đất, mỗi trái đất là bao nhiêu? Phải 1.000 mấy trăm năm mới có một vị Phật dạy cái này không? Thì có nghĩa là trái đất này giải quyết vấn đề trong Thích Ca xong hết rồi vượt qua trái đất khác cũng không Phật khác. Thì có nghĩa là dù đi vô nó cũng vậy, vừa cái ánh sáng mà tâm mũi bị che rồi thì cái nhào vô đi, trúng cái đất nào thì nhào vô đến đất đó, rồi vô cái dòng cảm đó, rồi ra cũng vậy. Cứ 365 ngày thì lại mình mới chia ra. Dạ, rồi hỏi thêm đi. Còn nữa thì cứ hỏi nữa. Chứ cho nói, là cho nói rồi để biết kêu hấp dẫn như thế đó. Tức là, xin báo cáo với thầy, tức là anh nào tới thì cái những cái bộ phận của anh ấy được vào, chứ không thể đi ké sang anh khác được. Thì đây muốn hỏi chỗ đó. Biết là một năm sẽ có 6 lần mà 6 của 6 cái ngày sinh đấy, nó đi qua được, mỗi một cái được đi qua trung tâm rồi anh luân hồi là một lần. Thì một năm là coi như có 6 lần như thế. Nhưng mà anh nào đi vào đấy, nếu anh không đi được, thế thì chờ một năm sau anh mới lại qua được. Nếu anh không đi ké kia được. Đấy, hỏi là rất là phải cảm ơn. Có nghĩa là ở trong anh em một người này là phải vĩnh viễn cho đến khi anh trở về Phật giáo thôi, trong con nghe ghé ngoài đó đất kia đâu không có chuyện đó được rồi. Ở trong này một cái đất là 10 tỷ năm nó mới ra nơi tan rã mình ở đúng. Nếu mà một trái đất này mà 10 tỷ năm mà mình ở 50 tỷ năm là thôi, thì khoảng năm cái trái đất hình thành. Bởi vì khi mà trái đất này vừa tan rã thì chuẩn bị tới đi dựng cho một trái đất nằm kế liền, để gì này nó vừa bể thì phi thuyền nó bay qua, nó tưởng đâu gần chứ sự thật á rất gần. Vừa bể là kia đưa dù cái giữa giống như mình ở thế gian này đò vừa chìm nó đưa chứ còn khác kế bên cho mình đèo lên mà hên xui vậy. À, có nhiều khi có nhiều người nhảy qua thì nhảy được, có nhiều người cũng nhảy vậy rồi cái sông luôn thì nó hên xui thôi. Vì thế mà thế hệ sau mới làm thủy tổ loài người được cái chỗ này, chứ mà thủy tổ loài người có 2-3 người thì cái trái đất thì biết chừng nào ấy. Bây giờ hiện giờ khoa học nó vừa kêu bằng hội đồng bảo an liên quốc mới công bố là trái đất hiện giờ là 7.700.000 người, có nghĩa là nó sẽ lên tới 2050 sẽ 10 tỷ người rồi bắt đầu có sớm nổi không? Có nghĩa là giống như cái tàu mà nó đã bắt đầu nó chìm, nó sắp chìm mà bây giờ thêm nữa thì nó sớm nổi không? Cái quy luật nhân quả đó là phải vậy, bắt buộc nó phải đi theo cái chu kỳ của nó. Giờ có hỏi tiếp đi. Xin mời quý vị cùng ngồi tiếp mình. À, thầy cho con hỏi là câu hỏi của nãy có vẻ là con chưa rõ. Có một lần với chú Trang muốn hỏi là nếu mà cái chú ấn thân mình á mà trái đất mình đi qua rồi á thì mình có thể bình thường là mình phải đợi đến 364 ngày nữa để trái đất mình đi qua cái trung tâm luân hồi và đẩy nó về á. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã trái đất đi qua rồi á thì cái trung âm thân có thể lợi dụng cái trái đất khác đi vô để che cái ánh sáng của trời á, rồi đánh phật mình lợi dụng điều đó để rớt vào trung tâm luân hồi á, thay vì phải đi một tầng nữa. Ý con muốn hỏi chỗ đó là thầy giải thích rõ rồi. Không kéo được. Bây giờ 1 năm 365 ngày thì 6 cái hành tinh này nó có 6 lần che. Chúng ta nói chung bản thân mà thời gian chờ đợi thì chờ tới 1 năm. Bây giờ lợi dụng một cái trái đất kia mà nó vừa che cánh sáng cái bóng tăng này chạy vô chúng ta mà ngồi như thế này có được hay không? Không kéo được. Trái đất này nó vừa che thì người của trái đất này mới ra được thôi, cái người trái đất kia sao ra được? Có nghĩa là mình ở trong cái trái đất nào thì mình theo dân quả trên đó sao thôi, cái làm sao trẻ quá kia nó cách nhau 60 ngày mà tốc
độ nó quen biết nó bao nhiêu không? Cái đất này là bề tròn của nó là 40.075 cây số, mà nó quay 24 tiếng đồng hồ, thì con chia ra nó tốc độ cái đất này nó quay bao nhiêu cây số một giờ? Tính đi, ở đây xe hơi mình chạy 100 cây số là muốn banh con mắt rồi đó, mà cái đất này nó quay 1.100 cây số một giờ, không phải đơn giản. Mà nhưng mà nó nhờ những cái tầng bảo vệ, chứ còn không giống như con ngồi trên xe gắn máy không cách nào dám chạy 120 cây số giờ đâu, con chịu không nổi đâu. Mà con muốn chạy 120 cây số giờ tôi phải nằm cầu trong cái xe hơi đấy, nó có cái kiếm bảo vệ đó, cũng tốc độ quy khủng khiếp đấy. Con tính đi, cái đất là một cái vòng tròn, ở đó là 40.075 cây số chia ra 24 tiếng hồ, cũng quay một vòng 24 tiếng hồ đi trở về chỗ cũ. Con tính đi, khủng khiếp đấy, quay 1.100 cây số giờ, có nghĩa là chiếc máy bay đó, bay có 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 phần, mà nó cái đất nó quay còn lẹ hơn mấy chục lần chiếc máy bay nó bay. Tại vì nó quá lớn đi, hơn nữa là ở dưới này nó có cây cỏ núi thì nó chặt chứ còn không có. Bởi vì ai mà ở có đi làm chơi đâu mà lên New York 105 tôi đã từng không dám rút cái đầu ra luôn, gió khủng khiếp lắm đó. Mình phải hiểu nguyên tắc là gì. Thành ra có nhiều người, tôi nói là nhiều người á, họ tưởng ở nhà lầu cao sướng, ở nhà lầu cao tốn điện là bạn phải đóng cửa quậy, là không dám mở cửa đâu, mở cửa lại bạn khởi độ quậy mất hết. Có gì khi mình đứng ở cửa sổ nó mất cái bài luôn à, chứ đừng có tưởng được nghe nó ở trên lầu cao phải có chừng. Phải hiểu nguyên tắc đó, đó. Ở trên đất nào thì lo trên đất ấy, của người ta thì có xe vô. Cách nhau 60 ngày thì còn phải chứ đâu. Nếu mà tính ra là cái khoảng cách là bao nhiêu, nhưng mình tính đi 60 ngày mà trên đất nó quay là 1.000 mấy trăm cây số vòng, nó 60 ngày còn tính từ cái này, giữa trên đất này trên đất kia cách bao nhiêu cây số biết hết chứ. Nếu mà tính mình tính ra được hết. Chứ mình đâu, ở đây chỉ có tỉnh này qua tỉnh kia đi cũng nổi. Còn lên đường tới đất này qua tới đất kia sao tính nổi. Rồi, có hỏi chứ. 240 ngàn cây số. Thầy sao con hỏi một câu này? Nếu như là một năm có 365 ngày á, có một ngày duy nhất trái đất mà đi qua trung tâm vận luân hồi á, như vậy á, chúng ta có thể thấy chính xác ngày mà trái đất đi vào trung tâm vận hành luân hồi được không ạ? Thì tôi nói chỉ có ông Phật ra cái ông đó mới tính được thôi, ông mở Phật nhãn, ông mở ra ông mới hiểu được. Mà ông đã từng một lần đi qua rồi thì mới vô giúp mình, ông phân thân vô đây để ông dẫn, phân thân làm qua tiêu để dẫn mình đi. Mà khi mà hết rồi, ông thấy hết rồi, bắt đầu ông về luôn á. Ông cũng vô bằng hải triều âm, ra bằng hải triều dương, nhưng mà tại vì ông vô đây ông không bị dính vật lý nè, ông chỉ không phải mang thân tứ đại, mang thân tứ đại phải ăn uống phải theo vật lý, nhưng mà ông mang thân điện từ. Rồi ông có bởi vì một vị toàn năng ta mới làm được, ta muốn biến hình gì ta diễn của người ta, rồi ta thiền thì người đó ta mới hiểu được cái cách thức gì chỉ mình trở về Phật giới. Chỉ có ông đó, ông toàn năng toàn giác mới biết đường thôi. Còn mình ở đây mang thân tứ đại rồi mang trung bóng thân thì thôi, thì giống như mù thôi, thì nhờ cái ông kia nắm tay dẫn đi. Thấy không? Khó lắm. Giờ tiền thì thắc mắc không phải tiếp. Vì là đặt cái câu hỏi. Anh cho chúng ta khác thì ngày mai mình sắp sao người tốt có kiểu được tốt hơn. Thưa thầy cho con hỏi em. Câu hỏi thứ nhất là có một số anh chị
với em nói là mình tạo, đã từng tạo áp đức rất là nhiều. Như vậy là mình lúc mình tạo công đức có đủ để bù qua lại áp đức hay không? Theo con nghĩ đó, thì khi mình tạo áp đức đó, thì cái áp đức như mình giết một con gà đi, thì mình tạo một áp đức. Còn khi mình giúp một người giác ngộ và giải thoát thì mình sẽ đổ cho cái người đó là 100.000 lễ kiếp là người ta không còn luân hồi nữa. Như vậy cái công đức sẽ nó gấp cả ngàn cả tỷ cái ác đức. Như vậy con suy nghĩ gì đúng không? Xin thầy xác nhận cho con. Tức là bây giờ ông như thế, mình giết một con súc sanh á thì tức gọi là ác đức, còn mà mình giúp được một người giác ngộ và giải thoát á, tức là cái giúp cho người ta thoát được cái ngàn đời diệu kiếp ở trong luân hồi. Vậy thì cái công đức đó có phải là nó gấp tỷ tỷ lần cái phần ác đức đó hay không? Cái công đức á mình phải hiểu là cái loại không sử dụng trong này, trừ trường hợp nó bị vô đen, nó không phát ra cái công năng của nó. Ở trong này cái phước, bây giờ mình tính ra cái phước đức ấy, nó giống như là ánh sáng mặt trời đi, nó xài trong này. Còn cái ác đức nó là cái bóng tối đi, nó cũng ở trong này, nó không ở đâu đó. Mà còn cái công đức ấy, nó không phải ánh sáng mặt trời, mà phải này nó là cái loại, nó cực sáng, nó phá cái vật lý này. Nhưng mà sở dĩ nhiều người họ có công đức ở đây được này là gì? Nó phải bóng đen nó mở được. Có nghĩa là bóng đèn nó quá sáng nhưng mà nó sừng mấy chục lúc. Nó có sáng cỡ nào có mà tôi ở trong này thôi. Phải hiểu cái đó. Nếu mình đã tạo công đức mà đừng bóng đen, bắt buộc phải về một giờ không ai chứa mình trong này đâu. Trừ trường hợp mình có công đức bị bóng đen là ở đây cũng ở nhiều ở. Nó không hiểu, nó không hiểu cái công năng. Chứ nguyên tắc thế giới vật lý dương âm thì tồn tại, còn ngoài dương âm nó không ở trong này, phải đi ra. Tại sao ông sẽ lại phát tạo mấy đời? Vì tại vì ông chấp ngã, ông nghĩ ông có tiền, cho tiền. Xin lỗi, bây giờ tôi nói xin lỗi, giống như cô Yến, cô chửi này. Cô có công đức không? Nhưng mà tại vì cô đâu biết, cô bị nó bị bao đen rồi. Thì cô muốn đi cúng, nghiện cúng với sự thành cổ của công đức. Và đường ấy cũng không ai dám muốn cúng, và cổ cúng đâu. Vì trong thế giới này không có chấp nhận cái này. Nhưng mà tại vì cổ chấp, hoặc là mấy cái ông mà chửi chùa Tân Diệu hoàn toàn có nhiều khi chửi người ta hiếu kỳ người ta nghe ổng có công đức nhưng mà tại ổng bị bôi đen chứ không phải. Bởi vì tại sao Đức Phật ổng bảo là dù người ta có chửi gì mình cũng cảm ơn người ta không cần nói là gì. Đây là cái kích động để người ta tìm ta hiểu. Giống như tôi nói, giống như cô Yến cô chửi chùa Tân Diệu là này kia cái đó, người ta nghe ủa tại sao mà chửi cái chùa này dữ vậy. Tớ mới vào vô tớ coi, vào vô tớ mới hiểu. Thì cổ có nhưng sự thật cổ bị vô đen. Nên nhớ ra tất cả cái gì công đức có nhiều và nhiều cỡ nào được mà bị vô đen mới được ở trong thế giới này được. Còn nếu không vô đen thì làm ơn chạy ra trong bệnh nào quay tứa mình đâu. Mà nguyên tắc á, mà người nào có công đức sáng đều là một vị Phật biết. Thì ngày xưa tôi nhớ mà hồi đó tôi vô cái người đó tôi chỉ vô đó, giờ nó sáng quá rồi tôi tìm cách tôi vô tôi cứ kẹt kéo nó về. Mình không có truyền tiền cũng được, nhưng mà tất cả những người tự nhiên có công đức mà vị lớn rồi một vị Phật ngày xưa vô bất buộc phải đem về, còn phải để nó quay hoài đó này. Nó không đáp được cái đất mà nó không đoa được hơi bởi khác nữa, nó quay hoài. Nó thì bắt buộc của những vật phải phân thành đến kéo về, hiểu không? Không hiểu phải tiếp. Cho con thầy cho con nói một câu là khi mình tu theo thiền theo học quá thì mình có ăn uống cân bằng âm dương, thì nếu mình ăn đúng cân bằng âm dương thì cơ thể mình khỏe mạnh, có thể đạt được 50%. Ngoài ra mình còn phải biết là sử dụng tánh người, tánh Phật, tánh người là âm, tánh Phật là dương, như vậy nó cũng phải cân bằng âm dương. Như vậy theo thiền tâm học thì mình còn cân bằng âm dương ở cái lĩnh vực nào nữa không? Xin thánh.
Âm Dương là nói về vật lý chứ tâm đâu phải tên Phật là Dương mà tên người làm nói vậy. Tên người thì nó có hai cái loại thiện giả, nó âm dương của vật lý. Còn cái tánh Phật nó không có âm dương, mà tại vì nó rất nhỏ, nó vô đây nó mượn thân con người và tánh con người để tạo công đức, nhưng mà nó không nhớ, tánh Phật không nhớ cái tạo mê nhà lầu xa hơi hoài, cái tạo hoài quên này nó quên ba lớp chứ phải một lớp đâu. Đầu tiên là vô tử cung của người mẹ, tử là gì? Chết, cung là cung chết, vô đó đợi chết là rồi ngủ, rồi ngủ 9 tháng 10 ngày, con xưa ngày có ai ngủ dữ không? Giờ mình bình thường mà con ngủ kiểu đó con cũng thua luôn rồi, chứ đừng có nói, vô tử cung chi. Rồi thứ hai, ngủ trong đó là cái tánh người nó quay để nó tạo ra ảo giác, 84.000 cái ảo giác là do cái tánh con người. Rồi đó lớp thứ hai nó quên. Rồi cái lớp thứ ba nữa là gì? Nhà lầu xe hơi. Mê cái vụ này cũng quên là kìa, là cái nghiệp của mình đó. Mê đủ chữ thế, mê vô cái đất này là đủ thứ mê đó. Con suy nghĩ 90 tuổi mà còn nếu muốn mua đất thêm là sao? Phải hơi cái cho cái nghiệp nó dính vô. Nó thì ba nó ba cái này thì con suy nghĩ là sao con nhớ cái thằng kia được. Mà anh chờ con nhớ đi nữa là cũng khó, là tại vì nó đã quen rồi, nó đã tích tụ, nó quen, nó nằm ở trong đầu thì thoát ra cũng khó lắm. Nó phải hiểu nguyên tắc đó. Thành ra tánh Phật khó vô khó là chỗ này. Mà vô quên nhất là cái gì? Là cái chấp ngã của tánh người. Người ta chỉ về Phật giới không chịu. Tu là giỏi hơn trong đó rồi, xong cứ ngồi trong này hoài. Chết thì chết như 16 thứ tánh người. Cái tưởng, cái tham, ác và ngại ngã các kiến tâm. Cái này đâu có bao nhiêu? 16 thứ chứ 4 cái này nó còn cũng chết, tôi cũng chết được. Nó nói 16 thứ nó còn một lượt. Nó khó, bây giờ khó thoát ra nè. Bây giờ Phật Pháp thì khó gặp, mà chánh Pháp gặp khó gặp hơn. Cái dễ đâu thì Đức Phật nói sao, giống như con ruồi mù ở dưới biển Thái Bình Dương mà muốn tìm cái bụng cây trên đi mà làm sơn, con biết nó bò chừng nào tới. Còn mình sẽ dễ gặp cái thiền tông này chắc cũng bò mấy chục mấy ngàn con Phật đang con bò mới tới đây mà chưa chắc đã về đâu, còn thích bò tiếp rồi hỏi tiếp đi. Thưa thầy, cho con câu hỏi của thứ ba là hiện nay con cũng đang tiếp cận thầy với bạn bè con trên mạng đó, nhưng mà thầy ở bên vật lý đó, thì nếu mà con đưa sách thì chắc thầy cũng có nhận ra, nhưng mà con tiếp cận thầy bằng kệ thì sao nữa chứ ta. Ý là anh có vị thầy vật lý á, thì anh muốn đưa cái thiền tâm này cho vị thầy, nhưng mà sợ là vị thầy đã không tiếp nhận, nhưng mà nên bây giờ ý anh muốn là đưa cái thật đó là tùy theo trong đạo Phật nó có phân cái 10 cái mời cái tần số á, còn có đọc cái 10 tần số chưa? Nếu thầy con rú lên khỏi con đưa mũi đưa lửa cháy liền, còn nếu thầy con nó âm ở dưới này con đốt nó bốc cháy thì cái này là phải thử ổng cũng thử ra bao giờ hỏi thầy chứ chim đèn thầy giờ nó lên là nó chìm. Giờ con muốn thử thầy coi thầy có hiểu nổi không, quyền thử, nhưng mà ổng vừa phát cho mình là con trốn liền này. Đừng có cho ông thấy nữa, ổng chửi con là có nghĩa là con người nó có 10 cái tần số, cái tần số mà cao nhất là cái này nó hút vô liền. Còn thân cao cao cũng nhận đọc 3-4 quyển, 3-4 trang sách kêu quan mà nó thấp dưới thì khỏi đưa. Mình phải thử, muốn giúp thì phải thử, chứ không phải là mình người nào mình cũng sợ, không phải bắt buộc mình phải sử dụng cái trí tuệ mình mới giúp trợ. Còn giúp bằng cái này coi tần số ở qua thế nào, tần số nên nhớ là tần số mà nó nổi lên rồi con chỉ nói là người ta hút liền ta lấy đi, còn tần số thấp thôi đừng ép nó quay ngược lại con chết. Nếu mà không chơi trong thầy con mà có lỗ rồi kêu bằng có
có mùa thiên linh cái và con chết luôn. Lỗ ban không sao mà, lỗ ban đấu với thiện tông không sợ, mà sợ nhất là thiên linh cái. Người nào giao thiên linh cái đừng có rớ được, thiên cái nó sai khiến được thần linh mà, rớ nó phải cho vậy thôi. Nó dùng cái quan hồn của con giang hồn điều khiển cái gì này, thành ra thiền tông sợ nhất là cái thiên linh cái thôi. Còn mà bà di thiên linh được giáo thành để anh cho anh đỡ không ạ? Xin mời vị tiếp theo là con mỏi anh. Thưa chú nhân, chú cho con hỏi là con hay nghe mọi người nói là tạo công đức, là các mình giới thiệu những người khác để mà mình giúp họ về Phật giới. Vậy thì theo chú thì bản thân những người giới thiệu và những người được giới thiệu thì cái bản thân giới thiệu đã họ đã được chắc là họ biết họ sẽ về giải thoát về Phật giới, và những người được giới thiệu đó thì họ có chắc là họ cũng sẽ được giải thoát về Phật giới hay không ạ? Ý là cái khi mà cái người giới thiệu cho một cái người khác để mà học thiền tông á, thì cái người giới thiệu là chắc có thể là sẽ được về Phật giới. Còn cái người mà đối diện á, cái người được giới thiệu có được về Phật giới hay không? Về Phật giới là bất cứ ai có công đức thì về, cũng có thôi, còn giới thiệu không tôi đó. Thì bây giờ nè, mình làm sao mình có công đức thôi, chứ giờ đâu có biết. Có nhiều khi mình đưa một người mà nó truyền nó đắp 7 người theo cái này là mình có công đức lớn đó. Còn mà đưa 10 người mà không có chảy, kêu là dòng chảy thì không chảy thì thôi mình đứng tại chỗ thì đâu có gì đâu. Có nghĩa là một giọt nước mà đồng ý chảy là rất tốt. Bởi vì thành ra trong kinh Đức Phật có nói là khi nào một cái núi, cái núi của Như Lai mà mồi nó đi theo cái hệ thống là có công đức lớn đó. Còn mà đưa rồi con mồi cái là gì rồi sao là sao mà con đưa cái núi không thì cũng đã qua biết gì ha, phải hiểu. Giờ câu hỏi thêm đi. Thưa chú, là nếu mà nói về giải thoát á, là giải thoát, chúng ta giải thoát ngay hiện tiền hay là đợi khi chúng ta chết ra rồi chúng ta mới có gọi là giải thoát về Phật giới ạ? Giải thoát đó là giải thoát tại hiện tại hay là sau khi chết mới gọi là giải thoát? Bây giờ nếu có công đức nhiều, muốn chết lúc nào chết, công đức nhiều ha, rồi mình cũng giải thoát lúc nào mình giải. Còn nếu mà công đức ít thì phải đi theo cái nghiệp số của mình, cái số nghiệp của mình. Rồi lúc đó khi mình tắt thở, rồi thần thừa hành có thấy cái gì, ổng nói thôi đầy công đức của mình vậy, ổng can thiệp vô là mình về được hết. Còn nếu mà ổng nói thôi phước đức nhiều quá, ổng cho về ổng quăng lên thì mình phải chịu thôi. Bởi vì mình lúc đó mình đâu còn cái tư cái cách gì mình cưỡng là được. Giống như mình chới giới ở giữa hư không mà nó muốn quay đâu nó quay, chứ làm sao mình đâu có chạm mặt đất được ha. Nguyên tắc mình phải hiểu cái nguyên tắc này nè, mình có công đức thì ông thần bỏ mình ra thì mình biết công đức mình về. Còn có phước đức thì nó bay lên trên trời á, phước đức âm thì nó lún sâu dưới đất á. Ở nguyên tắc thế giới gọi là thế giới vật lý âm dương, để hiểu nguyên tắc này tu đạo Phật. Đây là cái đạo Phật, là cái đạo rất khoa học chứ không phải nó mơ hồ, chứ không có nói mà tưởng tượng, hoàn toàn không tưởng tượng. Đạo Phật thiền tông không tưởng tượng mà nói bằng chân thật. Rồi con thắc mắc hỏi tiếp đi. Chú, nếu con đọc trong sách á, là con cũng nghe chú nói á, là chỉ một thời gian nữa, là không biết là thời gian nó dài hay là ngắn như thế nào, chú nói là chú sẽ không xuất hiện giống như là chú Chánh Quyền Phong. Thì tại sao là cái lý do đó? Thì theo con nghĩ á, nếu mà cái Vinh Thiền Tông đó là sự thật để giúp mọi người tu tập giải thoát, thì con nghĩ nếu mà không có gì cản trở được, nếu như mình bằng lòng tình thương và sự từ bi của chú, thì chú sẽ tiếp tục để mà dẫn dắt mọi người tu tập. Thì con nghĩ nếu mà cái đó là chủ phí, kiểu nó sẽ ngủ nó chết cũng được. Thì con nghĩ đó còn gì là mình phải lẩn tránh hay là như thế nào ạ? Đáp lại.
chủ có trả lời là chỉ trả lời một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ ổn giống như ông Chánh Bệ Phong vậy đó. Nhưng mà thì theo cái chị này nghĩ thì là vì cái lòng thương mà cho nên là chú nên tiếp tục làm cái công việc này chứ đừng có ngưng ẩn như vậy. Cái thế giới này mình gọi là cái thế giới chất, không phải thế giới đâu có ai nghe đâu. Bây giờ con suy nghĩ nha, bây giờ ở nước Việt Nam mình 17.000 ngôi chùa, không có chùa nào tu này không? Này xin lỗi, cái chùa này nó đơn độc lắm, nó đơn độc giống như một đứa nhỏ thôi. Thì mấy kia nó dẹp này vậy, có nghĩa là tôi bây giờ tôi còn sáng suốt, đương đầu tôi dám. Giờ thế giờ đây này các ban quản trị này dám đương đầu nhào vô nấu tiếp thì nó đi theo, dòng tiền nó sẽ phát triển được, còn không có nó bắt luôn. Cái này thì ông Phật không cho nói trước là ai đã nấu cái chuyện này. Thì bây giờ nhiệm vụ tôi bây giờ nay là năm nay chuẩn bị là 81 rồi, ở chứ sáng suốt 7 năm nữa, cao lắm là 1-2 năm nữa thôi. Mà tôi, mà luật pháp đã nói rằng anh đã 80 tuổi là anh nghỉ rồi. Vô nhà thương không phải tốn tiền, đi xe bus khỏi tốn tiền đó. Vâng, đáng nhà nước bảo trợ là biết anh nghỉ rồi đó. Thì tôi sở dĩ còn nói được thì còn ráng rê 1-2 năm nữa chứ sự thật. Nếu luật pháp tôi không được quyền nói là tôi quá 80 tuổi, đâu còn sáng suốt mà nói. Còn bây giờ thế ai nói tiếp được thì cái chuyện đó ông Phật không có nói. Nhưng mà người nào truyền đăng tục diện được thì tiếp thôi, còn không có cái chuyện đó chấm dứt. Nhưng mà trong kinh ông nói là không quá 100 năm. Mà bây giờ cũng nên nhớ là mỗi năm thứ hai thôi, còn tới 98 năm. Ông biết nó quá nổi không? Hay là nó chết theo cái thế giới này? Cái thế giới này giờ nó qua đi chu kỳ rồi, nó đi xuống dốc. Thế giới này gọi là đang đi xuống dốc. Mà nó xuống cỡ nào, nó có gì, có dù nó bọc thì nó đi chậm, chứ còn có dù nó bọc lớn như cục đá thì rất nhanh. Nó thì làm sao cả thế giới người ta đã đi xuống mà mình cũng phải theo chứ. Chứ làm sao mình cưỡng lại được. Thành ra mình thì muốn vậy, nhưng mà đều không được đâu. Về thế giới này gọi là thế giới vật chất. Vật chất giải quyết tất cả mọi sự trên trái đất này, không có cái gì hơn. Dù có nói trên trời cứu được mà anh không có tiền, xin lỗi, xin anh cũng không có nghe đâu. Vì thế mà thấy gian nữa nè, dài mang túi bạc kè kè, nói liếu nói láo cũng người nghe rầm rầm. Còn mình bây giờ làm sao? Không có đồng bạc rồi, tại vì có cái chùa ngồi nói mới nghe chứ không, xin lỗi, không có cái chùa tôi ra nói ông này khùng chứ mày nghe đâu, phải không? Tại thế giới vật chất mà bây giờ nó xin lỗi ra ông mà bây giờ tình ông mà giàu có ông nói gì ai cũng nghe đó, còn cái ông nghèo mà mất kia cũng không nghe đó. Thế giới này là nó là vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Chú, là một vị Phật toàn năng toàn giác là ngay trong cái thân xứ đại này là họ tu tập để họ đạt được toàn năng toàn giác, hay là một vị Phật ở trong Phật giới là mới đạt cái trình độ là toàn năng toàn giác ạ? Một vị toàn năng toàn giác đó là họ tu tập được để trong thế giới này cho nên mà thành được toàn năng toàn giác, hay là do một thế giới Phật? Một vị toàn năng toàn giác 10.000 năm mới có một người. Người đó là một vị lập ra cái đạo. Cái đạo đó là 6 con đường đi đó. Con người toàn năng toàn giác mới lập ra con đạo này. Còn cái con người mà chỉ có thiên nhãn thì mở đạo trời, thần nhãn mở đạo thần, tiên nhãn có đạo của hồn đó. Mỗi một con người, chỉ con người toàn năng toàn giác mới lập ra đạo 6 pháp môn này. Trong đó có cái pháp môn giải thoát là mới gọi là vị toàn năng toàn giác. Mà 10.000 năm mới có một ông thôi. Chừng nào qua cái chu kỳ này ông đã nhận ra toàn năng toàn giác, ông ra đời lại.
chứ sao Thích Ca không có ông nào toàn năng toàn giác, mà đây là học lại thôi, học lại chỗ, học lại của một vị toàn năng toàn giác, không phải toàn năng giác. Giống như mà bây giờ bởi vì tôi nói tôi chỉ là cái máy thu âm thôi, thu lại phát ra cho nghe, chứ tôi không phải là toàn năng toàn giác đâu, tôi chỉ là cái máy thu lại phát ra cho mọi người nghe. Mà tôi đã từng nói tôi giống như con két, người ta nói gì lặp lại như vậy mà thôi, hiểu không? Thắc mắc phải tiếp. Thưa chú, con có nghe hai cái trường phái như thế này, con nêu ra để chú cho con một cái ý kiến. Là cái một á, là nó là khoảng 7-8 ngàn năm nữa là Đức Phật Di Lặc mới ra đời. Và một cái thứ hai nữa là Đức Phật Di Lặc ra đời và giáo lý của Ngài sẽ tồn tại 7-8 ngàn năm. Thì với con thì con nghiêng về cái chủ thuyết đó là giáo lý Đức Phật ra đời và giáo lý của Ngài sẽ tồn tại 7-8 ngàn năm. Và con biết là cái Đức Phật Di Lặc là tiền thân của Bồ Tát Từ Thị. Thì là cái sự từ bi của Ngài và thân hay nói đúng hơn là của tất cả chư Phật. Thì chư Phật không thể nào mà bỏ con của các Ngài lăn lóc đến 10 ngàn năm được. Cũng như các thầy chú nhân và tất cả các vị ở đây thấy là thời buổi bây giờ đã, nó đã rất là lạc động rồi, mang mang Phật Phật. Thì đó là cái quan điểm như vậy, thì chú cho con một cái ý kiến như thế nào? Thì hiện tại là có hai cái trường phái. Một cái trường phái á, nói rằng á, là khoảng 7-8 ngàn năm nữa thì Ngài Thích Ca sẽ xuất hiện. Còn trường phái thứ hai nói á, là khi mà Ngài Thích Ca xuất hiện á, thì sẽ tồn tại khoảng 7-8 ngàn năm. Thì cái chị để ý nói là một vị Phật mà ra đời á, là thương chúng sanh như con vậy đó, thì không nên bỏ con trong cái tăng lộn trong cái sự khổ đau của cái thế giới này. Thì xin thầy cho ý kiến về cái những cái trường phái nào. Giờ nói về phân định của một vị Phật thì phải nói hiểu thế này, khi cái đất này bị quý vị ông Thích Ca ra đời 3.000 năm sau, trái đất cái giáo pháp ổng mất, có nghĩa là trái đất bị hủy diệt. Mà bây giờ ổng ra đời 2.562 năm, thì còn 450 năm nữa. Theo cái thuyết là còn 450 năm nữa thì trái đất này sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà ổng nói là đây là cái căn cái Như Lai định như vậy thôi, nhưng mà còn số muộn là do con người quyết định. Cho con người quyết định. Có thể Như Lai vừa nhập cái khoảng 2.700 năm thì nó mất rồi sao? Còn ông Thích, ông Lại Nhận Ra đó, bây giờ nói về thương Phật như con, thì con nói đúng là đúng, nhưng mà con nên suy nghĩ thế này. Con rẽ ra 5 đứa con đi, con đứa nó khùng, nó chửi hoài, con thương nó không? Nó đòi ra đường ở thì con Phật chịu, chứ làm sao con làm sao kêu nó vô nhà được. Chính Đức Phật nói đầu tiên, nói giờ ta dạy các con trở về Phật giới, chửi hết, bỏ đi hết. Rồi ông đâu có nói. Thì ông nói nè, đó là cái căn tánh hạ liệt. Nó đi đâu nó đi, còn mấy ông ở ở đây ta dạy cho. Còn 1.200 người cũng chửi tuốt luôn, coi ông trắng tay bỏ gì trò được. 7 ngàn người để môn đồ của Đức Phật mà giữ toàn bộ không có ăn đâu thì làm sao? Giờ con có thương kiểu nào, ông Phật thương kiểu nào? Trên thế giới vật lý thì thương phải bằng nguyên tắc vật lý, chứ không phải bình thường được. Tánh nó đòi, nó bỏ nhà nó đi, nó chửi mình mà kêu nó vô thương cái gì? Đem nó vô nhà nó tấu, nó giết mà đầu nào hay đi, chứ đừng nó thương nguyên tắc. Còn ở vấn đề thời gian thì phải tin rằng khi trái đất này hủy diệt, nó hình thành lại là phải 7.000 năm một vị Phật ra đời. Một vị Phật ra đời nói chuyện vậy đạo thì 3.000 năm sau sẽ hết, đúng một chu kỳ. Đó, phải tính bằng con số thực tế cho có mơ hồ. Ông có nói ai giờ ra 7-8 ngàn năm, có chuyện mấy ngàn năm là phải nói đúng mấy ngàn, không có nói mơ hồ được. Thành ra bây giờ cái quy luật đó, nhưng mà một vị toàn năng toàn giác nói mà người ta còn không nghe, thì hỏi vậy chứ làm sao thế giới này? Thế giới này gọi là thế giới trật tự giải quyết tất cả.
Bây giờ tôi nói cho em, nếu mà một ông thầy mà gọi là có cái chùa to, tôi nói cái này xin lỗi, hàng triệu người đến nghe, trong ít đồng. Còn một người có tóc ngồi để nói xin lỗi có 5-7 người nghe thôi, chúng ta vậy nghe. Nó không thuận lý cái thế vật lý. Một con người dù có khôn cỡ nào mà không có chức quyền nói không ai nghe hết á, mà con người có dốt cỡ nào làm tổng thống nào thì nói cho nó giả bây giờ là rời rời luôn. Ta thế giới vật lý là nó là vậy. Nó không phải hiểu cái gì thiền tông nói là phải có con số rõ ràng chứ không phải nói mơ hồ được. Còn bây giờ ông Phật nói khi Như Lai dạy đạo ra 3.000 xong, cái là thế kỷ 30 đến rồi, qua thiền chấp dứt tại đây dứt chuyện, có nghĩa là lời nói cái từ khi mà ngộ đạo cho đến khi mà chấp dứt đạo thiền này là 3.000 năm, thế kỷ 30 đến 3.000 năm. Có thể hiểu cái nguyên tắc của nó vậy. Không, con thắc mắc hỏi thì trên cái gì cái thiền tông là nói con số phải cụ thể, không có mơ hồ, không có mơ hồ như thế giới vật lý được. Còn thế giới vật lý thì ông nói gì, ông nói cái chuyện của ông, ông tưởng sao nói vậy. Vì con người ta sống bằng cái tưởng, cũng một pháp môn tịnh độ, 10 ông giải khác 10 ông, không ông nào giống ông nào hết. Đó, vì do cái tưởng người ta. Rồi con hỏi tiếp đi. Xin mời vị tiếp theo câu hỏi. Thưa thầy, cho con hỏi một câu là Phật có 10 danh hiệu là Như Lai Ứng Cúng, Chánh Kiến Tri, Minh Hạnh Túc, Minh Hạnh Túc, Thệ Nguyện Thế Diện Giải, Điều Ngự, Trượng Phu, Phật Thích Tôn. Như vậy 10 danh hiệu đó có liên quan gì tới Phật tử Thiền Tâm, người tu Thiền Tâm không ạ? Phật thì có 10 danh hiệu, thì 10 danh hiệu này nó có liên quan tới những cái Phật tử Thiền Tông hay không? Không, một Phật là có 10 danh hiệu, Thế Tôn là thế gian là phải xưng tôn sùng cũng vậy thôi. Điều ngự có nghĩa là Điều Ngự Truyện Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, có nghĩa là ông giải được tất cả, như cho ông hàng phục tất cả được trời người. Có nghĩa là người ở thế gian này có cái gì ông đều ông thu phục được hết, là 10 danh hiệu của vị Phật. Vị Phật gọi là thành ra ta tôn vậy thôi, chứ sự thật là không phải ông xưng vậy đâu. Nhưng mà một vị được thành Phật thì thế gian người ta sẽ tôn ông là cái vậy, có nghĩa là ông dạy được ông Thượng Đế luôn, mà ông Phật không dạy Thượng Đế đâu, là trời là vậy. Anh kêu bằng thiên là đời, nhân là người, điều phục hết cái gì cũng cũng giảng được, gọi là một gì, là một danh hiệu thế gian người ta tặng cho ổng gì đâu. Chứ sự thật ổng có khả năng đó, nhưng mà nói một triệu người có người nghe thôi, thì kêu bằng kêu người thế gian tặng thôi. Chứ sự thật không phải ổng bao làm đâu, ổng Thích Ca đó. Sau cùng về Phật giới có 15 người, đổ với 15 người thôi. Rồi giờ ví dụ thiền tông ra đời và được mấy người đây, mấy người nghe. Còn bây giờ cũng đi cúng hết, cũng đi tụng hết. Cúng tụng nó không phải của Đạo Phật. Đạo Phật là, mục đích của Đạo Phật ra đời là dạy cho con người trở về Phật giới, thoát ra ngoài quy luật nhân quả luân hồi của trái đất này. Mục đích của ông là vậy. Nhưng mà nói không ai nghe thì ông mới dùng phương tiện dạy năm pháp môn để dụ tới trong đám đông này, có cái người nào nghe ông kéo ra riêng ông dạy cho, không nghe là thôi chứ gì. Một vị Phật có nhiệm vụ gì thôi, ông Thích Ca cả trọn đời ông có độ được 15 người thì suy nghĩ đi. Nhưng mà ông nói khi nào quyền khí công bố ra thì cái số người nó sẽ gấp ngàn lần con luôn. Không phải như đó, mình phải hiểu cái nguyên tắc đó. Thế giới vật lý này nó cũng khiếp lắm, chứ không phải đơn giản là mình thấy cái này. Bây giờ tại vì
Bây giờ tôi đã nói á, nếu mà trường ai mà chiếu kiến ngũ quẩn dây không, không ăn cơm thì mới chiếu kiến ngũ quẩn dây không được. Mà đói phải ăn là chiếu kiến ngũ quẩn một khổ khó chứ không phải trường không. Thành nó khó, nó khó thoát ra cái quy luật này lắm. Giờ thì hỏi tiếp đi. Thưa thầy, cho con hỏi tiếp cái câu của anh Quỳnh hồi nãy nói là ví dụ như con á, là con cái nghề nghiệp con là con quên nấu ăn của cho nhân viên, mà con quên nấu của mà nấu đồ ăn á thầy. Như vậy bây giờ con biết tu thiền cái môn thiền tâm rồi, nhưng mà khi mà quá trình tạo công đức thì mình cũng không biết là mình có hay không, mà nó đã bôi đen như thế nào, thì như vậy là có phải là con có nên phải chuyển cái nghề nghiệp của mình không? Xin này nhà dạy con. Công việc của chị là bên nấu ăn, bây giờ nấu ăn bên đó thì cũng như nấu những cái đồ mặn. Bây giờ mình tu theo cái môn thiền tâm này thì mình có cần phải chuyển cái nghề nghiệp mình hay không? Đâu có, là cái nghề của mình sống thì sống thôi, đừng có chuyển. Mà mục đích là mình giúp người ta hiểu thì mình có công đức thôi, chứ mình nghề thì không thành vấn đề cái nghề. Bởi vì mà nghề nào thì phải theo nghề đấy, đừng có dụ, đừng có bỏ, người ta hiểu. Nhưng mà chỉ bỏ là những cái nghề nào mà sát sanh thì nên né đi, chứ phải bỏ né. Hồi đó đó mình đâm trực tiếp con heo và được đâm mình chết điện. mình bỏ hết đi. Hồi đó mình cầm dao mình thọt nó và được thọt, mình chết điện và nó chết. Đừng có bỏ cái nghề. Còn nếu mình chuyển được là tốt. Phải hiểu nguyên tắc này chứ được. Giờ cứ hỏi tiếp. Thế này con chưa rõ là ví dụ như con không phải là mình trực tiếp mình làm, con chỉ là mình bên quản lý thôi, nhưng mà con sợ là mình cũng dính trong cái chia một cái phần đó, thì như vậy là con phải nên chuyển cái nghiệp này không? Tại vì phần mà tạo ra cái công đức thì con cũng chưa có xác định được con có hay không. Là cái công việc đó chị không có trực tiếp để làm, nhưng mà chị quản lý cũng như là chị phải sai bảo người khác làm, vậy thì chị có chứng vô cái nghiệp, ví dụ như sai người ta sát sanh thì chị có chứng vô cái nghiệp đó hay không? Bây giờ cái nghề của mình đâu có bỏ, nhưng bây giờ bởi vì tôi nói là cái nghề nó giống như cái bóng xấu, thì giờ công đức đưa cái đèn vô nó sáng trưng, chứ nó không có gì nghề nào mà nói về đây đừng có bỏ. Nhưng mà biết tạo công đức, biết muốn về là không. Đâu có đâu quay gì ta, ông kia ta giết người mà ta còn thành Phật được, mình mà xúi người ta thì đâu có gì đâu, nặng đâu, đừng có lo. Mình tại vì con tưởng tượng thì con sợ, đừng có tưởng, dẹp cái tưởng, sống ngày nào lo ngày nay, đừng có tưởng, dẹp cái tưởng đi. Sao bình thường đâu có sao, giờ tự nhiên mình chuyển nghiệp một cái là mình vậy, cái thân này phải nuôi nó nè, mỗi ngày có 50.000 100.000 phải nuôi nó, bây giờ tôi nghĩ cái này làm sao nuôi nó được. Thì đừng có tưởng, dẹp cái tưởng, lo tạo công đức. Bởi vì cái chuyện tâm này là mình chỉ lo tạo công đức thôi, còn chuyện gì bình thường cũng là. Hồi xưa mình không biết á, mình đang làm ra tiền cái như mình đi cúng chỗ này chỗ kia, giờ đừng có cúng nữa, không mình lấy sách mình cúng. Cúng mình đứng ra ông đạo nhân vô tu vô chứng này nè, cúng làm sao mà được 5-10 ông á, thì phải á. Đừng có lo cái chuyện đó, đừng có tưởng nhiều. Mình tưởng cái đó, mình tưởng nó đi thật vậy. Rồi hỏi tiếp đi. Dạ thưa thầy, cho con hỏi là con có gửi một cái điểm sách của mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, cho một cái sư cô ở trong chùa, thì cô đó trong một đêm cô đã đọc sách mà cô nói là cô rất là hay như vậy, nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là cô xuất gia đây là 3 năm, nhưng hiện tại cô vẫn ở trong chùa như vậy, cô nhưng mà cô muốn xin con cái thẻ mà để cô nghe, như vậy con có nên cho hay không? Cô sợ là nhiều khi cô ở trong chùa không biết là có nên cho con cái thẻ như con. Và cô có tặng cho
sư cô có quyển Trần Nhân Tông, sư cô đọc thấy hay, nhưng mà nay cô vẫn còn tu ở trong chúng, thì bây giờ cô muốn xin một cái thẻ, bây giờ chị này có nên tặng cho cô đó một cái thẻ hay không? Xin một cái thẻ mà chép 10 cái quyển sách đó. Cái này là bình thường thôi đó. Bây giờ này, con cho người ta, ví dụ mà cô mà không nghe, cô cho người khác tự nhiên nói, nhưng mà với điều kiện là cái người đó tuy nghe ngộ ngộ không thành vấn đề, nhưng mà trong cố gắng nghe, còn không được thì cổ cái rủ nhiều người khác cùng nghe, thì biết đâu trong cái thẻ hoặc trong cái sách này con sẽ tạo công đức nhiều hơn, cơ hội sao tuyệt đối đừng ép. Mới đưa cho người ta mà ta hết quái thông sớm thì đừng ở đường ấy, người ta có yêu cầu ở đâu cũng vậy, ta có yêu cầu mình cứ cung cấp. Mà nếu mình muốn chắc ăn á, nếu mà mình phải dặn người ta một câu này này, nếu cô nghe thấy được thì cô giữ, còn được con trả lại cho, còn con đưa lại cho người khác, mình phải mở con đường lui cho người ta, chứ để người ta không biết, người ta ngại, người ta không trả mình, cái ta quăng cho thùng rác mình kìa. Nhất cho thì phải lưu thông, cho đừng có trúng sông thì mình bị kẹt. Dạ, có biết là đặt câu hỏi không? Con xin hỏi một câu, cái này là cũng như là ý của cô này thì cũng về mưu sinh cuộc sống. Con thì làm ruộng, thế thì mình vừa rồi, không phải là gần đây mà mẹ chồng con thì cũng nấu rượu. Và đến bây giờ là trong tức là người Phật tử ấy, thì phải giữ năm giới, không uống rượu, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối. Thì cái này là con có lúc cay cay không nào, nhưng mà con thì không trực tiếp nấu, mà thực ra là chồng con hiện nay là trực tiếp nấu và mẹ chồng con trước là truyền cho. Thì cái này thì nếu mà con nghĩ này, nhờ pháp luật nhà nước không cấm nấu rượu, mà con nấu là người thực việc thực, gạo nhà con là gạo đông nếp mà vàng khoai quý quê con như thế, thì có nên làm không thì là lên bỏ. Thì cái này thì con cũng mà nếu mà làm thì có ảnh hưởng gì đến cái tu về bên Thiền Tông để về Phật giới là gì, thì con lại cản trở thì không, thì con xin trong ngũ giới của nhà Phật thì có cái giới là cấm uống rượu. Bây giờ gia đình của cổ thì có nấu rượu, thì phải những cái công việc nấu rượu đó thì có ảnh hưởng gì về tu Thiền Tông hay không? Nấu rượu là cái nghề chứ đâu phải mình uống, cấm uống rượu chứ đâu phải là cấm nấu rượu. Đừng có lo cái chuyện đó, bởi vì luật pháp nói cấm cái gì phải đấy. Nên nhớ là ngày xưa luật giao thông, luật lưu thông là cấm uống rượu, lái xe này. Mà thằng kia nó uống bia, nó đụng, ủa tôi đâu có uống rượu đâu, tôi uống bia mà uống rượu lên. Bây giờ nhà nếu có chỉnh lại uống rượu bia rồi, thì chắc như bây giờ cái luật này không cấm, thì cấm uống rượu cho tâm chủ giới đâu có cấm nấu rượu. Đừng có lo cái chuyện đó, cái này là tưởng thôi nhiều, bỏ cái tưởng đi. Rồi hỏi tiếp. Thầy cho con hỏi là ở trong một số kinh á, thì con đọc con có thấy là Đức Phật có hay độ hóa một số như là vị thần, vị đế thích, thì con nghĩ là phải hiểu cái vị đế thích đó là ai hay là sao, hay là do cái người dịch kinh nó bị sai. Trong một số kinh vật lý á, có nói về Đức Phật á, độ được cho cái cõi thần hoặc là cõi trời đế thích rồi đó, thì vậy thì là cái người dịch kinh có mình dịch có đúng hay không, hay là Đức Phật có làm được việc đó? Con người đệ tử là không còn độ không nổi. Nhưng mà Phật á, trong một vị tuần á, có thể dừng được phần nhà chứ không có độ dừng được. Cái con voi nay nó như là nó muốn hút con Phật, con Phật cho nó dừng lại chứ mới độ. Mình đừng có hiểu lầm. Còn cái tất cả những cái người mà cái mà nói là cái ông vô não, ông dí, ông Phật ông giết, nhưng mà ông vô não không giết không được, là vì dí ông không có kịp. Thấy cái ông này có thành thông quả, ông sợ ông lại thôi. Nhưng mà về sau
vô não mới hiểu, mới tìm, đi học theo ông theo mỗi độ, nhớ là không phải là mỗi cái mỗi độ đâu, ông phải có cái tu gọi là toàn năng, làm được tất cả, nhưng mà tùy theo người đó có độ được không. Nếu ở trong cái tần số cao thì mới độ được, thì tôi nói giống như cái tim đèn nó cao đốt nó cháy, chứ con đường đèn nó mất cái dưới nó có cháy đâu. Mình hiểu lầm. Còn thế giới vật, mấy cái kinh vật lý á, thì mấy ông còn thiên này kia nọ là muốn thần thánh quá ông Phật. Chứ ở mà trong các kinh tiểu thừa không có nói ông Phật toàn năng toàn giác thôi, mà chỉ là nói ông Phật thôi, không có nói toàn năng toàn giác. Có nghĩa là một vị ở trên đất này không ai là Phật hết á, mà một vị là toàn năng toàn giác, làm được tất cả, hiểu được tất cả. Nhưng mà còn kết quả như thế nào, ông nói chỉ 1/1,000,000 thôi. Có nghĩa là nói cho 1,000,000 người nghe, chỉ có 1 người hiểu thôi, chứ không phải đổ tất cả đâu. Mà chỉ là một đồng toàn năng toàn giác, mình phải hiểu nguyên tắc này. Còn thế giới vật lý người ta bôn thêm để chi? Để cho nó linh thiêng vậy thôi. Chứ sự là có và trong sao sử rất chi rõ ràng, Đức Phật mới 49 năm độ có 15 người thôi, chứ đâu có nhiều đâu. Đó là một vị Phật đó vậy. Nhưng mà nguyên tắc một ông Phật về Phật giới chỉ 3 ông đủ rồi, mà ông được tới 15 người là ông dư quá. Ông qua bển ông làm Phật cả về bển đấy, cái chân nó nhỏ rồi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Thầy cho em xin hỏi một câu nữa. Tức là nói là Phật Thích Ca đã có tức là tam minh lục thông và ngũ nhãn. Thì đương nhiên là khi Phật mà còn tại thế đây thì cái ngũ nhãn của ngài là trong thế vấn đề Phật nhãn có được sử dụng suốt trong cái thời kỳ Phật đi thuyết pháp về đạo hay không? Đấy. Và vì theo như thầy nói là cái ngũ nhãn, cái Phật nhãn là phải vào đến trung tâm vận hành luân hồi mới được mở ra. Và khi đó là coi như mình có thể dùng suốt, nhưng mà riêng Phật Thích Ca thì cái ngũ nhãn mới có được sử dụng suốt trong cái thời kỳ ngài đi truyền đạo hay không? Mười ngàn năm mới có một ông toàn năng toàn giác, toàn năng toàn giác là có Phật nhãn, theo Thích Ca làm được cái này. Nhưng mà có một điều, ở trong thế giới vật lý họ không dám sử dụng cái này. Vậy đây tôi nói là tại làm sao Đức Phật không làm được cái chuyện mà ông ấy. Nhưng mà ngày xưa ông nói là dù ông có Phật nhãn đi nữa, nhưng mà nên nhớ rằng khi mà ông đóng lại thì ông cũng bị thế giới vật lý. Bởi vì Phật nhãn không được quyền mở hoài, giống như đi trong bụi không mở mắt hoài, thì dù muốn không tới đó thì cũng phải nhờ chỗ kia giúp. Chừng nào mà ứng thân mới được, có nghĩa là Phật nhãn sử dụng bằng thân tứ đại phát ra thì phải tuân thủ theo quy luật vật lý của tứ đại, không sử dụng liên tục được đâu. Mà Ấn Độ tới cái chuyện gì mà ông với tắt ông mở Phật nhãn ra, ông nhìn thấy rồi ông giải thích, ông giải thích giống như mình bây giờ mình ai có đánh mãi lớp đó mới biết tới cái chữ đó, cái đầu mình bí đi mở gì từ là tra, đúng rồi đó. Chứ đã tra hoài là thân thiết biết thôi, đóng lại đó là nguyên tắc. Tuy là Phật có ngũ nhãn nhưng mà từ trường một khi vẫn muốn huệ nhãn thì thấy cái chuồng đó, tại sao mình coi có cái loại nào ở đây để mới huệ nhãn muốn mở ra nhìn thấy rồi thôi đóng lại. Tuy trường một giống như mình đi xe đi tới chỗ nào cần rọi đèn thì mới rọi, chứ không phải rọi hoài đâu cũng được. Đó, mình không có chảo hết xài cái năng lượng, mà nếu mà rọi hoài không được là vì thế giới vật lý này không cho sử dụng cái này. Có nghĩa là không có nhưng mà cũng không được. Bởi vì trong thế giới này không quay, ông chịu không nổi đâu, xin lỗi ông. Ổng là chiếm cứ ngủ bưởng dây không 3 ngày, chứ một tháng ổng dây không nổi không? Có nghĩa là ổng chịu đựng được mấy thời gian ngắn thôi, chứ còn thời gian dài hoàn toàn thế giới vật lý. Làm sao mà thoát được cái quy luật này? Sống ở đâu phải theo quy luật đó? Rồi hỏi tiếp đi. Thầy cho con hỏi cái trường hợp này. Đó là con có
như tặng sách cho một người, thì một vị này thì lúc mà viết sách thì rất là tinh tấn, nhưng mà gặp một cái trở ngại, đó là người thân của vị này đã phản đối, và vị thiền tông mà hai vợ chồng này họ cãi lộn nhau. Thì trường hợp này, người làm với cuốn sách thì con có bị ác không ạ? Người con phải, trong trường hợp này con phải là như thế nào? Thầy xin thầy chỉ con. Lúc trước đó là chị này có tặng sách cho một cái anh kia, nhưng mà lúc đầu thì cũng tinh tấn, nhưng mà về sau thì vợ chồng của anh kia nó gây lộn vì cái thiền tông. Vậy chứ chị hỏi, chứ khi mà chị giới thiệu như vậy thì chị có bị gì không? Nó bị gì mà ảnh hưởng? Nó nguyên tắc thế này nè, tất cả con người ta sống ở đây là sống vợ chồng, cái gì mà sống theo quy luật âm dương. Mà thí dụ người vợ đang âm mà vô cái này dương quá, ông chồng chịu nổi, ông trễ gây lộn, cái đó là nói về vật lý. Còn nếu mà nói về tâm linh, trước nay mình đã đem cái gì vô trong người rồi mà giờ đưa này vô, cái nó không chịu ra đâu. Cái này ai bây giờ tôi nói là chơi bùa cho ngải linh cỡ nào, đem quỷ sách này là bỏ trong nhà hoàn toàn bùa ngải hết linh luôn, là nó đi ra mà. Mà trước khi nó đi ra làm sao nó quậy? Hồi xưa kêu tôi vô, bây giờ làm sao mà đủ tôi ra, nó tức nó quậy. Là vì người ta chết, người ta tu thiền tâm phải coi chừng cái này. Đa số mấy người mà tu thiền tâm coi chừng cái vấn đề đi xe. Hầu xưa mình tu mà theo cái điều âm mà nhiều á, thì nó đem vô rồi mà giờ đưa này vô, nó lợi dụng, nó phá mình rồi, nó phá mình chết luôn á. Rồi thứ hai nữa là, thứ nhất á, cái dùng đó là cái dùng âm, mình đem cái sách này vô, mình coi chừng vậy. Cái trưởng dùng âm đó nó phá mình, nó tìm cách nó diệt mình, phải hiểu nguyên tắc này. Cái bởi vì cái đạo thiền tâm này nó rắc rối lắm. Người hiện tại cũng phá mình, mà người âm cũng phá mình. Bình thường có một loại được pháp có thể gọi này, nó tới hai ba cái lượng pháp có trị mình, là nó tu thiền tâm phải chú ý cái điều này. Chào câu hỏi tiếp đi. Dạ, vậy thì bây giờ ví dụ như là người chồng á, họ muốn con vậy như là cung cấp thông tin hay là hỏi gì về thiền tông á, thì con có nên tiếp tục hỗ trợ nó không, hay là con nên dừng ạ? Tại vì con thấy cũng có trường hợp xảy ra thôi ngưng lại, chứ con đừng có ép với nó hại con, chứ mày không có công đức mà nó thuộc về tai họa luôn. Muốn giúp ai thì phải thuận, giống như con chạy, con đua bồn là phải thuận gió con mới cho bồn trương. Mà cái gió con trương bồn nó quật con lên chìm xuồng luôn. Cái nào tiến được thì tiến, không được thì thôi. Thiền tâm phải cho kỹ, bởi vì thiền tâm muốn tu, thiền tâm phải tu bằng trí tuệ, chứ đừng có tu mù. Đừng có ham công đức qua cái gì cũng ái ép cho người ta đâu có chừng. Luật pháp ở thế gian này thì mình không, mình biết mình né được. Còn cái lực mà lực âm phủ này cũng biết nó đâu mình né. Còn phải coi chừng cái gì đừng có nhiệt tình quá. Cái gì khi mình muốn công đức mà làm chuyện này mà nó không có công đức mà mình bị đứt bỏ bóng luôn á. Giờ phải tới bên. Xin mời người tiếp theo. Để cho nó hỏi, nhưng tu thiền tâm thì vô hiểu, vô trụ hiểu, nhưng mà tu thiền thông có nhiều người là ham mãnh liệt về cõi Phật, có khi nào mình tu bị thần kinh? Có nghĩa là giống là tẩu hỏa nhập ma không, hay là mình phải như thế nào? À, tu theo pháp môn thiền tông á, thì tức là vô trụ anh hiểu, vô minh anh hiểu, nhưng mà bây giờ cái ham muốn mãnh liệt về Phật giới quá, vậy tưởng gì về thần kinh?
không được ham muốn thì ham, nhưng mà phải hiểu, giống như mình đang chạy xe đó, và tôi muốn đi đến đích nhanh, nhưng mà biết con đường nó có liền hay nó gồ ghề, lên cao tốc thì chạy như cũng được, mà đường thì nông thôn mà biết nhanh là sao được, không được. Ham muốn có nghĩa là mục đích của mình muốn về Phật giới, tạo điều kiện đi, đừng có ghé đầu hết gì được. Ham muốn trong trí tuệ, nhớ đừng ham muốn trong cái mù quáng. Trong mù quáng nó sẽ xảy ra bao nhiêu câu chuyện, giống như mình muốn đến rất nhanh, nhưng mà cũng hiểu là con đường đó nó bằng phẳng hay là gồ ghề, mình phải hiểu nguyên tắc của nó. Mình tu theo đạo Phật Thiền Tông phải tu bằng trí tuệ sáng suốt, chứ không phải mà tu mù. Cái ham muốn đây là căn bản rồi, nhưng còn tạo công đức thì cũng phải tạo như thế nào cho chắc ăn, chứ đừng lung tung đâu mà tạo đó thì không được. Mà thứ hai nữa, ham muốn nhưng mà biết công thức không, thì nên nhớ rằng mình, ví dụ mình chưa được truyền thiền cũng được, cứ hằng khi nào có mà truyền thiền mình đến, mình nghe cái bài tiếng cái bài trở về Phật giới, mình không có điều kiện, mình xin anh em trong ban quản trị bây giờ công bố quyền ký rồi người ta mới cho người ngoài, mình lấy cái bản đó về ghi nhận cái cách trở về Phật giới, không có thuộc lòng. Còn công đức tạo nên nhớ là tạo một cách trong sáng và trí tuệ, chứ đừng có mù quáng. Có nhiều người á đem mà mấy chục cuốn sách cứ phá thành tờ chết, không có được. Cái sách này không phải như mình muốn tạo công đức vậy được đâu. Mình muốn thì cho người ta mượn đi, chừng nào người ta năn nỉ mình cho người ta là chắc ăn á. Còn mấy 3 ngày 4 ngày lấy lợi, thà nó mượn đi cho người khác, mượn cho người khác mượn, mình phải có cái công đó đi. Mình chỉ đưa cho người ta thôi, là tôi cho anh chị mượn 5-3 ngày, tôi trả lời tôi này tôi mượn của người ta, chứ không phải của tôi luôn. Thế thấy hay quá, bây giờ năn nỉ thì thôi, bây giờ tôi mình làm bộ mình cho nó luôn. Cái sự thật đây là mình tạo được công đức chắc chắn là nên hiểu nguyên tắc này. Rồi nó phải tiếp đi. Đặt thêm câu hỏi không? Dạ, mời vị tiếp theo ạ. Tuần tới là chủ nhật là có truyền thiền diễn đàn, thì 12:30 thì cũng trả lời trên chùa, cái thời gian đó nó thoáng hơn, thì cũng báo là tất cả những người nên về nghe là cái diễn đàn, vì tất cả diễn đàn là những cái tinh hoa của đạo Phật được phơi bày lần ra, ai nghe được cái tinh hoa. Nếu mà nếu có cái nhà có cái tivi mà internet á thì coi nó khỏe hơn, chứ còn coi trong cái điện thoại này kêu mà nó không rõ lắm. Thì nên nhớ rằng tất cả khi chứ để mà khi mà diễn đàn nó ra nhiều quá rồi đó, thì chắc chắn phải đóng cửa rồi. Bây giờ bắt đầu hăng hăng rồi thì tôi cho biết mình nên nhớ cố gắng. Cái gì cũng vậy, mất quyền lợi thì người ta sẽ cắn, cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Sớm mà muộn cái chùa cũng đóng cửa, tôi nói cho biết. Thì cố gắng về sau mà được quyền ký tái bản như giáo lý nó ra thì mẫu phủ một quyển để gì? Đây là cái gia bảo của mỗi người. Về sau nếu mà dù cái chùa Tân Diệu nó còn mình vẫn còn cái gia bảo để đi theo nó không sai. Tôi cũng mong thì nếu có cái ngày mà truyền tiền lên đến dừng thứ nhất xin cho được cái lời dặn dò. Mình có tạo công đức luôn, mình không biết mà không được truyền tiền, nhưng mà tôi đã biết được, mình phải hiểu cái đề này.
Thì thôi giờ chúc mình sẽ trưởng lộ bình an đến tận chúng nhân.